Chứng minh. Gió se lạnh hoàng hôn buồn mang mát, cảnh chiều tà tan nát cõi lòng con. Bóng cha đâu trong những lúc thu về, con nhớ lắm ôi tình cha ấm áp. Trong đời sống tinh thần đa dạng và phong phú của con người, thì tình cha con là tình cảm máu thịt thiêng liêng sâu đậm nhất. Người cha luôn là ngọn núi cao ngất, là chỗ dựa vững chắc cho đứa con, là điểm tựa mỗi khi con gặp sóng gió. Cơn vô thường đã cướp mất đi của chúng con một người cha khả kính. Chúng con từ đây đã vĩnh viễn mất đi một hình bóng thân thương, một bầu trời tươi mát mà chúng con đã hằng nương náu. Bóng cây ấy đã che chở, dìu dắt chúng con từ những bước chập chững vào đời. Chúng con thật bất hạnh vì chữ hiếu chưa tròn mà cha đã theo định luật vô thường, để rồi chúng con sẽ không bao giờ gặp được cha nữa. Chúng con biết nói gì đây khi cha chỉ còn là tấm ảnh bất động trên bàn hương án. Bằng nụ cười bao dung và tha thứ, chúng con đành thắp nén tâm hương và tổ chức lễ trai tăng này để cầu nguyện cho cha được an lạc nơi miền xa xôi ấy. Nhân mùa kiết hạ của chư Tôn Đức, tinh tiến tu học trong 3 tháng an cư, trong bầu không khí kiết tường, tỏ hương vị ngọt ngào giải thoát đầy tinh khiết, giới, định, tuệ của quý ngài xuất phát từ công hạnh tu tập trang nghiêm trong chuỗi thời gian an cư kiết hạ. Giờ đây để tỏ lòng cung kính gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thanh Tuyền, hôm nay thành tâm thiết lễ trai nghi, tịnh tài tịnh vật, dâng lên cúng dường 10 phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Đức chứng minh. Nguyện đem công đức này để cầu nguyện cho toàn thể gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được phước lộc tăng long, cầu siêu cho cổ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Kính bạch trên chư Tôn Đức, giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới ánh hào quang của 10 phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Thanh Tuyền, pháp danh Diệu Âm Ngọc Duyên, xin được đại diện toàn thể gia đình cùng kính dâng lên lời tác bạch cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, pháp danh Ngọc Duyên. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 6 âm lịch, cũng là ngày chung thất trai tuần của ba chúng con, là hương linh Nguyễn Văn Nhỏ, pháp danh Chánh Minh, hưởng thọ 79 tuổi. Nhân dịp này, gia đình chúng con cùng gia đình cô Anh, gia đình cô Thoa và một số Phật tử cùng nhau văn tập về tịnh thất Quan Âm, thành tâm thiết lễ trai tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chữ vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh về miền Phật quốc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử hiện diện cùng tất cả chúng sanh được thân khỏe tâm an, vạn sự kiết tường như ý. Giờ đây trước đại hùng bửu điện trước trang nghiêm, khói nhang trầm nguyện tọa hương giải thoát, hòa cùng với màu huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức, chúng con xin cúi đầu phú phục với tâm chí thành, với lòng chí kính. Có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, thâm thẳm tình con nhớ cha già, bảy thất trai tùng đã trôi qua. Hôm nay chạnh nghỉ ân sanh dưỡng, cha hỡi lòng con già thiết tha. Chúng con có được ngày hôm nay ấy đều nhờ vào công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Mẹ đã ủ cưu mang chúng con từ trong trứng nước. Mẹ đã từng truyền trao cho chúng con dòng sữa ngọt ngào, đã sưởi ấm chúng con bằng hơi ấm của tình yêu thương của những ngày trời trở lạnh. Còn cha thì tất bật giữa cuộc đời để mang về cho chúng con sự ấm no đầy đủ. Những dòng mồ hôi của cha đã đổ xuống cho chúng con được trưởng thành. Người cha dẫn chúng con đi trên đường đời vạn lối và đã truyền trao hết cho chúng con những kinh nghiệm trong cuộc sống để chúng con khỏi phải vấp ngã trong cuộc đời. Cha mỉm cười khi nhìn cuộc sống, nhìn thấy đàn con trẻ trung tăng cùng nhau nô đùa, trong ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc vô biên, quên hết cả mọi gian khổ trong cuộc sống. Cha thường ưu tư lo lắng mỗi khi chúng con ngã bệnh, người đã hết lòng chạy chữa thuốc thang để chúng con lành mạnh, không quản ngại gian khổ khó khăn tốn kém. Cha đã đánh đổi hết tuổi thanh xuân của mình để cho chúng con được trưởng thành. Tình thương của người đến với chúng con như biển hồ lai láng, thế nhưng chúng con chưa kịp trả một phần nào công ơn như trời biển của cha, thì vô thường chợt đến đã đưa người trở về thế giới vĩnh hằng, bỏ lại sau lưng chúng con với những nỗi buồn thương tiếc nhớ. Ôi, hạt vàng trao cánh bay về núi, mây trắng u buồn lăng đạn trôi. Giờ đây chúng con mới nhận ra rằng còn cha gót đỏ như son, mất cha là mất cả trời yêu thương. Chúng con giờ đây biết làm gì khi âm dương đôi ngã, muốn đền đáp lại thâm tình của cha trong muôn một, nhưng làm sao còn được nữa. May mắn thay chúng con được gặp Phật Pháp, được biết đến ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Khi xưa vì mẫu thân bị đọa đày chốn địa ngục chịu khổ, đã thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương chư tăng, nhờ oai thần Tam Bảo, nhờ sức gia trì chú nguyện của chư tăng mà mẹ ngài thoát khổ cảnh địa ngục sanh về thiên đạo. Hôm nay nhân mùa an cư kiết hạ, chúng con vâng theo lời Phật dạy, thành tâm thiết lễ trai duyên trước kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng,
Sau cùng đường diện hiền tiền chư tôn thiền đức tăng ni, phẩm vật tuy thô sơ nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con, thành tâm như pháp cúng dường, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ nguyện cho hương linh cụ ông Nguyễn Văn Nhỏ pháp danh Chánh Minh, hưởng thọ 79 tuổi, cùng hương linh Trương Thế Dương pháp danh Diệu Âm Đức Thọ, hưởng thọ 81 tuổi, hương linh Nguyễn Văn Dương pháp danh Diệu Âm Đức An, hưởng thọ 82 tuổi, hương linh Nguyễn Văn Khiêm pháp danh Diệu Âm Phúc Hòa, hưởng thọ 79 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong khắp giới được sanh về thế giới Cực Lạc. Và chúng con cũng cầu nguyện cho ba cột ngôi cao cả tồn tại thế gian, trăm họ đời huệ uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở phước huệ trang nghiêm, bể khổ sống yên, thuyền từ phổ độ Phật Nhật huy hoàng, pháp âm vịnh sướng, dân an nước thịnh, gió thuận mưa hòa, như chư tai tiêu diệt. Lễ tuy bất túc nhưng lòng cung kính hữu dư, ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi thương xót, ai mận chứng minh nạp thọ cho gia quyến chúng con được ân triêm phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thăm ân trong muôn một. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Vừa qua là những lời tác bạch đầy chí thành chí thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ gia hộ cho quý ngài một mùa an cư kiết hạ được vô lượng kinh an, thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thập niệm Phật để đời này được trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ tha thứ cho. Bao niềm tôn kính từ hoan hỷ, hình ảnh trang nghiêm bóng tăng già, chúng con khẩn đầu cung kính lễ bậc chúng chung tôn trong thế gian. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đời này dù có giàu sang hay là hèn kém cũng mang kiếp người, theo thầy đời sẽ sáng tươi, tâm lành thế giới mười mươi sẽ lành, mau tu từ lúc
còn sanh, tích từng phút nhỏ để dành ngày sau. Chúng con xin nguyện về đây buông bỏ thân tâm, nương theo sư phụ, lắng động lòng mình hướng về đức từ dung, lắng nghe lời pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học của mình, để cho buổi lễ cúng dường trai tăng ngày hôm nay được thập toàn viên mãn. Chúng con nhất tâm cầu thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm ban đạo từ cho buổi lễ cúng dường trai tăng ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tịnh thất Quan Âm. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi. Hiện giờ là 9 giờ 20 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tịnh thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật cộng tu hàng tuần tại tịnh thất Quan Âm, và cũng là ngày giỗ 49 ngày của ông Chánh Minh, thân phụ của thầy Nhuận Minh, cũng như là thân phụ của cô Tuyết. Thì vừa qua cô thay mặt cho gia đình cũng như là một số quý Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài để cúng dường vào cái buổi lễ trai tăng hôm nay. Giác Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể hội chúng hôm nay ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng ở bên Tây phương Cực Lạc phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ cho cụ ông Nguyễn Văn Nhỏ, pháp danh Chánh Minh, hưởng thọ 79 tuổi, cùng chư vị hương linh gửi tịnh tài để cúng dường kỳ siêu trong ngày hôm nay, cũng như là các vị hương linh phản phất đâu đây, nương nhờ cái công đức Phật lực, pháp lực và chư tăng chú nguyện lực hồi hướng cho các vị cao đăng Phật cảnh Tây phương Cực Lạc thăng cao phẩm vị và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, con người chúng ta khi mất, nó chuyển qua một cái thân gọi là thân trung ấm. Cái thân trung ấm đó là nó trung gian giữa cái thân ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức và cái thân sâu. Thân sâu có nghĩa là những người nghiệp chướng sâu nặng, họ si mê nặng cho nên họ làm loài súc sanh. Hoặc giả là có những người họ tham lam nặng, họ làm loài ngạ quỷ. Hoặc giả là họ sân hận nặng, họ làm loài địa ngục, đi vào trong cảnh giới địa ngục, đó là thân sâu. Hoặc giả có những người họ giữ được năm giới, làm được 10 điều thiện. Khi họ bỏ báo thân này, họ mang lại được cái thân làm người, họ nhập vào trong thai bào, là thân sâu. Còn cái thân mà chưa làm người, chưa sanh về cõi trời, chưa vào trong tam ác đạo, mà nó lơ lửng mà mang cái tâm thức gọi là trung ấm. Ấm là che đậy, trung là trung gian giữa cái thân sắc thọ tưởng hành thức, là cái thân ngũ uẩn này với là một cái thân sâu. Thì có những người họ chết đó, là họ đọ thẳng địa ngục luôn, hoặc họ vào ngạ quỷ luôn, họ đi vào súc sanh liền. Có những người họ mất, họ được về cõi trời ngay, giống như bà Hoàng hậu Ma Gia, thân mẫu của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Có những người họ vừa
vừa tắt hơi thở. Trước khi tắt hơi thở đã, họ đã thấy Đức Phật A Di Đà cầm đài vàng đến tiếp dẫn họ vãng sanh Tây Phương. Họ đi liền. Còn một số người họ chưa đi được, đợi trong 49 ngày để họ tìm cái thân sâu. Và có những người qua khỏi 49 ngày 5 năm, 10 năm, vài chục năm, có khi vài ngàn năm cũng có. Họ chấp vào cái thân trung ấm đó, họ chấp vào cái chỗ họ ở, cái những ông thần ở vô gốc cây đó, vài chục năm, vài trăm năm. Cho nên con người mình chết rồi nó không có hết. Chỉ hết tức là tan rã cái sắc thân đất nước gió lửa này thôi. Nhưng nó còn lại cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức này nó dắt mình đi luân hồi. Nếu người đó tạo nghiệp trong luân hồi, gọi là sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, lìa qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già bệnh chết theo nguồn chuyển xây. Cái từ ở dưới địa ngục lên ngạ quỷ, lên súc sanh, lên A-tu-la, lên người, lên tới trời, nằm trong lục đạo, quẩn ở đó. Bọn phàm phu chúng ta là cứ trồi lên hụp xuống, từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ là như vậy đó. May thay sao hôm nay mình làm được con người, gọi là thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó xong. Bốn cái câu này hồi tối chúng tôi đọc trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, Ấn Tổ có nói bốn câu này. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Trung Quốc tức là sanh nơi ngay chỗ trung tâm có Phật giáo, chứ không phải sanh vào nước Trung Quốc. Trung Quốc khó sanh, sanh tử khó xong. Chưa giải quyết xong sanh tử. Khi mà chết để lại làm được làm người khó vô cùng. Chúng tôi thường nói khó như con rùa đuôi mà nằm dưới lòng biển trăm năm nổi lên một lần. Có một khúc gỗ, trong khúc gỗ đó có cái lỗ trôi mênh mông vô định giữa biển cả đại dương. Con rùa đuôi này trăm năm nổi lên một lần mà cái đầu nó lọt ngay cái lỗ của khúc gỗ. Quý vị thấy khó? Khó vô cùng. Đức Phật nói này tất cả các vị tỳ kheo, con rùa nếu mà nó sáng mắt thì nó còn có thể nó tìm cái lỗ của khúc gỗ mà nó bị đuôi. Mà khúc gỗ thì dù nó đứng một chỗ trên cái biển cả đại dương thì có thể dễ cho nó để nó lọt cái đầu vô trong cái lỗ của khúc gỗ. Khúc gỗ này nó trôi mênh mông vô định. Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo là con rùa này nó lọt cái đầu vô cái lỗ có khúc gỗ có khó không? Các vị tỳ kheo nói khó lắm ạ. Thì Đức Phật mới nói con người mà mất thân người để được lại làm người khó hơn con rùa đuôi dưới lòng biển trăm năm nổi lên một lần, cái đầu nó lọt ngay cái lỗ có khúc gỗ mà khúc gỗ trôi mênh mông vô định khó hơn. Vậy hôm nay mình được cái thân làm người quý giá không quý vị? Cái đó là câu chuyện Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa, một cái câu chuyện biểu tượng thiệt là hay. Thế mà có nhiều người mang được thân làm người rồi mà không quý giá cái thân làm người này. Để mình phải tạo nghiệp, ăn độc, uống độc, hằng ngày rượu chè uống độc, ăn độc hàng ngày, ăn tất cả các thịt của chúng sanh. Ấn Tổ nói trong thịt có độc. Rồi nghĩ độc. Nghĩ độc là suy nghĩ tham sân si. Thì con người này chắc chắn phải bệnh thôi, không có chạy đâu hết. Nếu hôm nay họ ăn chay, họ uống nước trong, nước lã thôi, luôn luôn họ nhớ Phật, họ niệm Phật, thì con người này không có bệnh. Cho nên lão Phật gia
Thượng Hải Hạ Hiền là vị tổ thứ 14 do Hòa Thượng Tịnh Không suy cử. Những người hỏi Ngài vì sao sống đến 112 tuổi vậy? Ngài nói là do ăn chay. Và lúc Ngài mất á, Ngài biết trước ngày giờ ra đi tỉnh táo sáng suốt không hôn mê là do niệm Phật. Điều này quý vị tin không? Chúng tôi tin điều này. Những cái người mà ăn chay thì lúc lâm chung họ không có đau đớn, không có trả quả. Họ ra đi rất là nhẹ nhàng. Giống như cụ ông Chánh Minh, chúng tôi lên ngồi nói chuyện với thầy Nhẫn Minh với cô Tuyền, vừa về tới khu chuyên tu là báo là cụ ông đã ra đi. Bữa trước ông còn ăn chén cháo, ra đi nhẹ nhàng. Chúng tôi vô thăm ông, tuy rằng ông yếu nhưng mà ông vẫn tỉnh táo. Mà sao có những người đi, họ ra đi họ chuẩn bị mất mà họ đau đớn quằn quại quá chứ. Cái phòng hộ niệm có một cái vị đó họ bị ung thư. Cái giường của phòng hộ niệm cô đau quá, cô đứng cô cứ ghi 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 riết cái giường nó quẹo luôn. Họ đau quá họ chịu không nổi, phải phải họ ghi như vậy để họ chống lại với con đau. Bình thời không có an trụ vô câu Phật hiệu cho nên không có đủ sức tinh, niệm thấy nó vẫn đau cho nên thành ra bỏ không chịu niệm. Chứ thực sự mà cái niệm nó kháng khích thì cái niệm đau nó phải giảm thôi. Nó thành phiến, nó thành mãn rồi thì cái niệm đau nó phải giảm, nó tiêu túc nghiệp. Nhưng mà đằng này cô chịu không nổi, nghe câu Phật hiệu bên ngoài đại chúng niệm nhưng mà nó không có lọt vô tâm được. Bình thời không có niệm cho nên lúc đó nó không có một tính tâm, nó không có một chút tính tâm gì hết, nó không có một cái hứng thú gì niệm Phật. Chỉ vô phòng hộ niệm nằm như vậy nhưng mà nó đỡ hơn là ở nhà. Có người chăm sóc, có người an ủi, có người khai thị, có tiếng niệm Phật, nó đỡ hơn. Nhưng mà cô nấm cái giường, cô ghì lại, cô kéo lại để cho nó chống chọi cái cơn đau, quẹo cái giường luôn. Kinh khủng như vậy. Cho nên lúc khi mất rồi, lúc khi chuẩn bị mất á, là tứ đại nó phân ly giống như con cua mà nó lột vỏ rồi nó bỏ vô trong nước sôi, chịu không nổi. Tứ đại nó phân ly, nó đau đớn. Nếu mà chánh niệm không vững vàng thì lúc đó chắc chắn là phải khởi lên tham sân si sợ hãi đọa lạc, chịu không nổi. Cho nên sanh tử khó xong, khó giải quyết cho xong việc sanh tử này lắm. Cụ ông Chánh Minh này đã có duyên với Tịnh Thất Quan Âm mà có duyên với chúng tôi. Từ khi ông bệnh là hầu như ngày nào chúng tôi công phu cũng nhớ tên của ông để hồi hướng. Và trong 49 ngày là chúng tôi không bỏ một buổi trong 7 thất là hồi hướng cho ông. Vì ông có niềm tin với Tịnh Thất, ông đưa người bạn đời là mẹ của thầy Nhuận Minh, rồi thầy Nhuận Minh về đây ở trong một cái ngôi chùa. Chúng tôi thấy cũng lạ, đáng lẽ những người bên Mỹ họ về họ phải chọn những ngôi chùa cao Phật lớn, mấy thầy nổi tiếng đồ chứ đâu mà ông thầy nhàn trên núi mà như là dốt nát quê mùa mà lại chọn cái chùa này. Ông lại tin tưởng ông chọn cái nơi này để mà ông gửi gắm người bạn đời với lại thầy Nhuận Minh, rồi ông ở đây ông ra đi. Người này sống có tình nghĩa nên thành ra gặp đứa con nó cũng có cái tình nghĩa đó. Là cô Tuyền khi mà ông trước khi ra đi là cô về cô chăm sóc cô lo, rồi đến khi ông mất cô ở lại đến 49 ngày. Cô này chúng tôi qua Mỹ đến nhà rồi, nhà ọc ẹp có mấy chục ngàn, đơn giản lắm, không phải giàu. Đi làm neo tức là làm móng tay móng chân á, cũng không có giàu có mà vẫn ở bên này để mà 49 ngày niệm Phật tụng kinh phóng sanh hồi hướng cho cha. Ngược lại có một số các cụ ra đi ở đây đó, con cái không lên bỏ luôn. Thì cái điều này chúng tôi không trách con cái mà chúng tôi trách cái người mẹ đó là sống với cha mẹ của mình nó không có tình nghĩa, không có hiếu thuận cho nên con cái mình nó phải sống lại với mình như vậy. Công nhận quý vị, đúng như vậy.
Cho nếu thực sự mình là một người hiếu để trung hậu á, lúc nào mình cũng nhắc đến cha mẹ mình lo lắng, thì đứa con nó bắt chước mình lúc mình ra đi, hoặc giả lúc mình còn sống không nỡ gì nó bỏ mình đâu, chắc chắn nó không nỡ nó bỏ mình. Cho nên cha mẹ hay trách con cái nhưng mà không trách mình. Tiên trách kỹ hậu trách bỉ, trước phải trách mình sau rồi mới trách người. Do mình cũng không có hiếu thuận với cha mẹ, rồi vừa lập gia đình rồi ra ở riêng, không có đối hoài đến cha mẹ, có về từ lâu lâu về một lần vậy thôi. Thành ra là cái luân thường, tức là hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cái thời Ấn Tổ mà ngài nói nó suy đồi lụng bại đến cùng cực rồi. Mà cái gốc mà hiếu để này á, là để thành nhân, thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, không thể rời cái gốc này được. Nếu rời cái gốc hiếu để này á, thì người này tuy là loài người nhưng mà thấp hơi cầm thú một cấp. Cầm thú nó không có biết cái chuyện hiếu để, nhưng mà loài người mình biết đến cái chuyện hiếu để mà không làm á, thì tổ sư Ấn Quang nói là thấp hơn loài cầm thú, biết mà không làm. Còn loài cầm thú nó không có biết cái chuyện hiếu để, nó si mê rồi. Cho nên thành ra là cái việc mà để một con người đó hoàn thiện được cái hiếu để đó, đòi hỏi họ phải hàng ngày đọc sách của cổ thánh tiên hiền, và bản thân mình phải áp dụng cho bằng được. Cho nên chúng tôi đề xướng cái luân thường hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, làm để cho mà hoàn thiện được cái hiếu, là cảm đến trời và đất đó, nức nẻ cảm động chịu không nổi. Vừa rồi có hai mẹ con đó phát tâm cúng dường tịnh tài 200 triệu nhưng mà cũng ba la mật, thì gặp chúng tôi kêu con cúng dường để con hồi hướng cho cha con. Mà cô này thì cũng không có giàu lắm, mà cái lòng mà chân tình của cổ với con cổ làm chúng tôi cảm động chịu không nổi. Vì khi mà mình ngồi tiếp chuyện với một con người, họ có cái tấm lòng chân thật, hiếu để, cung kính cao độ, tự nhiên nó cảm với cái tâm của mình, mình chịu không nổi. Nên là cái tâm của họ có mà cái hạnh của cũng có. Có nhiều người chỉ hiếu tâm, tức là họ thương cha mẹ lắm, nhưng mà hành động không có thì nó cũng chưa trọn vẹn được. Nói như vậy không phải chúng tôi nói phải cúng 200-300 triệu nó mới là hiếu. Mình mang cho cha mẹ về mấy trái vú sữa, mấy trái cam thôi, mà mua lựa cam sành, cam ngon. Có một câu chuyện đó, vị thầy đó mỗi lần ra hạ là ông về ông thăm mẹ, ông đi ngang qua cái chợ ông mua cam về để vắt ra lấy nước cho mẹ uống. Mẹ chưa có đi xuất gia, thì mỗi lần đi ngang qua để ông mua thì cái cô bán cam đó, cổ cân cam thì cổ cân cái trái mà thầy ấy lựa rất là ngon, cam sành tươi ngon lắm, bỏ vô trong cái bịch 5 trái 10 trái. Nhưng mà cô này thì cổ cân xong rồi, cổ nói thí dụ 1,5 kg, 2 kg, 3 kg gì đó, rồi cổ bỏ xuống dưới cổ cột, thì cái ở dưới nó có một cái bịch cam thúi á, cổ để dành sẵn đó. Thì cổ cột cái bịch cam của vị thầy này á, lựa xong rồi á, cổ để xuống dưới đó sẵn, cổ lấy cái bịch cam thúi á, nó hư hư nó ở trong rồi, cổ lấy cổ đưa cho thầy, thầy cũng cầm mang về. Thì mang về tới nhà cái sắc cam ra cho mẹ ăn, tự nhiên thấy cam thúi. Mẹ mới nói trời, lâu ngày thầy về thầy thăm tôi mà sao thầy mua cam thúi vậy thầy. Ông thầy ông kêu, ủa hồi nãy mình lựa là cam sành, cam ngon, cam tươi, mà sao giờ thành bịch cam thúi ta. Cái ông im, ông nói gì hết trơn, ông cũng có phân trần với mẹ là con mua cam tốt mà. Mà ông nói rất là tội nghiệp, ông kêu con xin lỗi mẹ,
chắc con lựa nó lộn cho nên thành ra thôi mẹ hoan hỷ. Sau đợt sau ông đi tới ông mua ngay chỗ đó nữa, ông coi thử coi cái bà đó bà làm sao. Đầy kinh nghiệm mà nghe, ông kinh nghiệm mà. Ông cũng lựa cam xong ông bỏ đưa cho bà, xong bà bỏ xuống dưới, bà xách cái bịch cam thúi á, cam ở trong nó hư rồi đưa cho ông, cái ông ngồi xuống ông mở ra ông coi, ông kêu ổ sao nãy tôi lựa cam tốt mà giờ cô đưa cho tôi cái loại cam này. Thì bà mới ngồi, bà chảy hai hàng nước mắt, bà khóc. Bà kêu nếu mà con không làm như vậy là không đủ tiền để nuôi con của con. Ở nhà 6-7 đứa, nếu mà bán mà cam mà tươi tốt mà bán lời không bao nhiêu, không đủ nuôi. Ông thầy ông cảm động, ông kêu thì cái việc mà để nuôi con cái là bổn phận trách nhiệm của người mẹ, nhưng mà tôi khuyên cô đừng làm như vậy. Cô làm như vậy rồi nó được cái chuyện nuôi con của cô, nhưng mà nó dối trá với người khác, cô tổn cái phước chừng cô không làm ăn được đâu. Thì bắt đầu bà con ngồi và khóc, xong rồi bà mới gì lấy cái túi cam tươi á đưa cho ông thầy. Lúc đó ông thầy về mới kể cho mẹ nghe. Bất chấp cha mẹ làm điều ác, điều xấu để gì nuôi con. Kinh khủng như vậy. Thầy ông kể lại chúng tôi nghe, chúng tôi cảm động. Cho nên thành ra cái hiếu của nhà Phật, sự lý phải đi đôi. Lý tức là trong tâm của mình lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ, dầu cho cha mẹ chết. Miết sao ông cụ có duyên, ông cụ Chánh Minh, mỗi lần công phu là chúng tôi nhớ đến ông. Cha mẹ chúng tôi cũng vậy. Về cái lý tánh trong tâm mình luôn luôn nhớ. Về cái sự tướng là mình phải gì? Hiếu hạnh, hiếu dưỡng cho trọn vẹn. Cái người mà làm cái chữ hiếu cho nó trọn vẹn á, là người này được phước lộc của trời ban. Phước lộc nó tới xài không hết. Và hiện thời họ sống rất bình an, sung sướng. Và lúc về già, con cái của họ chăm lo cho họ rất đầy đủ. Mà dẫu cho họ không có con cái, cũng có người khác nhận họ làm cha làm mẹ để lo cho họ. Còn mình đẻ con cho thiệt nhiều ra, không có dạy cho nó hiếu đẻ. Cái lúc mất giống như ông La Củng mà hôm bữa chúng tôi kể, cái bữa giỗ của thân mẫu Vấn Nhàn, là anh em nạnh nhau để cha mẹ coi như chết 3 năm không chôn, thúi trong nhà, thúi hết thúi rồi thôi. Cho nên có nhiều người hỏi Ấn Tổ sao mà con không có con. Giờ Ấn Tổ chỉ cái cách để mà cho con có con. Ấn Tổ nói rằng là không có con cũng tốt. Thời bà buổi hôm nay có những đứa con bất hiếu vô nghì. Quan có hai đứa ông anh, hai ông anh không có con, quan vui mừng vô cùng. Bởi vì hai ông anh nó không sanh ra những đứa con vô nghì bất hiếu. Tôi chỉ cái cách cho nếu mà không có con đi ra cái chỗ nhà mà nuôi trẻ đó, mấy chỗ chạy mồ côi á, lựa đứa nào nhìn thấy muốn trai muốn gái gì có sẵn như hết á, lựa mang về. Ở đây mà ai không có con đi lựa mang về nha. Thầy không lựa mà tới cả chùa luôn à. Quá cỡ luôn à. Công nhận là Tổ có nhiều cái cao kiến. Cho nên chúng tôi nói chuyện với quý vị là chúng tôi lấy những cái lời trong văn sao Ấn Tổ không à. Không ra ngoài đó đâu, quý vị về đọc coi thấy có trong á. Còn Ấn Tổ thì nói là tôi không có tự bịa lên, tôi không có dựng chuyện, tôi tự nói đâu nha. Tôi nói những lời trong kinh á, tôi nói những lời của Tổ không à. Nên ra cái ngày giỗ, mình không biết bây giờ cha mẹ anh em của mình có chuyển thân sâu làm người hay là sanh cõi trời hay là đọa tâm tâm ác đạo. Mình không có thần thông như ngày Mục Kiền Liên, mình không thấy được. Cho nên thành ra mình làm tròn cái bổn phận đó là mình phát tâm cúng dường để mà hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình để mà siêu sanh thoát hóa. Có nhiều người nói là chết là hết, là mất à, không còn cái gì nữa hết, xác thân cũng mất, tinh thần cũng mất. Cho nên cúng làm chi cho mất công.
Có nhiều người họ về đây, cha mẹ vừa ra đi là họ cũng ra đi luôn, không khi nào thấy họ quay lại. Thì con cái của mình về sau nó cũng sẽ đối xử với mình y chang như vậy. Cho nên chúng tôi thực sự không phải tán thán quá đáng tại tỉnh thất Quan Âm, khi có một người phát tâm cúng dường trai tăng hồi hướng cho hương linh cha mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc, quý thầy lo rất trân trọng. Thầy Tánh Tuệ thì kêu mới 1-2 giờ sáng mấy thầy phải thức dậy để nấu ăn, để dọn trai tăng cơm nước bữa đó, để mà làm cho thiệt là trân trọng. Và chư ni chư tăng về, họ nghe xong một cái buổi giảng, họ cúng dường, họ hoan hỷ vô cùng, cái buổi lễ nó viên mãn. Họ sự đoạn lý họ thông suốt hết, sự đó họ phát tâm tịnh tài ra để cúng dường. Còn lý đó là họ nghe chúng tôi giảng, họ thông đạt, họ hiểu được. Mà đặc biệt nữa đó là cả đại chúng này hôm nay dùng một cái buổi cơm với tâm tùy hỷ, hoan hỷ sau khi nghe pháp xong. Bao nhiêu cái tâm tùy hỷ, hoan hỷ này nó phát lên một cái tần số, cái năng lượng từ trường nó cảm đến những vị hương linh ở những cái cảnh giới khác, cũng như là những vị hương linh có mặt ở đây. Họ hoan hỷ, phước báu họ bắt đầu tràn ngập. Có một cái cô Phật tử con của cổ đi xuống tắm biển ở dưới Ninh Trữ, mất ở dưới đó. Thì khi mà cổ về lại, cổ mang cái xác nó về lại, thì tối cổ gặp nó buồn lắm. Nó kêu sao mà nó phải chết nước như vậy, nó quá buồn luôn. Sau rồi cổ mới phát tâm cúng dường trai tăng ở trong cái chùa Bửu Sơn á. Thì khi mà cúng dường trai tăng vừa xong một cái là tối cổ gặp lại nó mặc áo dài màu trắng, nhìn cái tướng nó thay đổi liền. Nó hoan hỷ, nó đẹp lạ thường hơn gặp gấp bao nhiêu lần lúc mấy đêm hôm trước cổ gặp nó. Nó cười, nó hoan hỷ, nó cảm ơn, nhờ cúng dường trai tăng đây mà con được siêu sanh về cõi lành, chết nước á. Thế mà nhờ cái công đức cúng dường trai tăng mà nó siêu thoát được. Một lần có thấy như vậy là đi luôn chứ không có quay trở lại nữa, về cảnh giới lành. Cái đó là trong thời gian 49 ngày cổ cúng cũng lớn, cổ cũng có điều kiện mời chư tăng đều về cúng dường. Cho nên cái việc mà cái công đức cúng dường trai tăng á, nó giống như gió mình không có thấy nha, nhưng mà cái sức ảnh hưởng nó lớn dữ lắm. Chúng tôi nhớ là lúc thân phụ chúng tôi là cụ Diệu Âm Thiện Chánh đó, là ông bị bệnh suy tỷ, bác sĩ là nói không thể nào sống được. Bán căn nhà được một số tiền, chúng tôi mang qua đây thỉnh Hòa Thượng minh chiếu một số chư tăng đến cúng dường. Lúc đó tỉnh thấp còn ọt ẹp lắm, có cái nhà 6m, 9m ngay chỗ chúng tôi đang ngồi. Cũng thỉnh chư tăng về để cúng dường trai tăng như năm 2003, 2004 gì đó. Cúng dường trai tăng hồi hướng cho ông cụ cái là ông chuyển nghiệp, bệnh suy tỷ nó hết. Cái đó là một cái tác nhân rất lớn. Bên cạnh đó là ông niệm Phật phóng sanh, ông có tiền mang xuống Phi Nơm mua cá ông phóng sanh, tha thiết ông ăn chay niệm Phật phóng sanh, nhờ cúng dường trai tăng mà nó tiêu nghiệp. Cho nên kéo từ 73 tuổi đến 82 tuổi. Cho nên cái trai tăng không những là hồi hướng cho người còn người đã mất đâu, mà người còn sống vẫn thừa hưởng được cái phước báu đó, nó tăng long phước thọ, thọ mạng kéo dài. Thế vì cũng là một ngày giỗ, hôm nay quý vị giết gà, giết vịt, giết heo, uống rượu, uống bia, đãi đành để cho khách họ vui. Nhưng mà thẩm sâu trong nhân quả đó, Ấn Độ nói rằng là vì cái ngày giỗ mà những con thú đi vào tử địa nó oán. Có một cái ông đó, ông ở dưới Long An, ông cũng quen lớn nhiều, quan hệ rộng với bạn bè. Khi ông mất phúng điếu hơn cả tỷ, quá chừng tiền. Rồi cái tiền phúng điếu đó bắt đầu anh em tranh giành với nhau, bàn đủ chuyện. Cái người biết tu thì kêu thôi in kinh phóng sanh làm phước, người không biết tu thì kêu xây cái mồ cho thiệt lớn. Rồi cái người không biết tu nữa kêu tôi là con của ông già, tôi nghèo quá, thôi chia cho tôi chút đi. Và lúc trước chúng tôi nói là khi mất phúng điếu thì đem đi phóng sanh in kinh, nhưng mà chưa chắc họ làm đâu, cho nên bữa nay đừng chấp điếu nữa là hay nhất. Phải không quý vị? Có tiền để sanh đủ trò, đủ chuyện hết trơn à. Có gia đình của Phật tử đó chấp điếu có 500 triệu chưa tới, mà cổ làm đến 2 tỷ để hồi hướng rồi, mà mấy ông anh cứ kêu là chi tiền đó đi.
em đồ cũng kêu chi tiền ở đây. Do con người vì cái đồng tiền họ mất hết lương tri, mất hết đạo đức, mất hết tình nghĩa, không có còn để mà thành con người nữa. Nó là tờ giấy để mà lưu thông sống với nhau, để mà nó ổn định cuộc sống, có gì đâu mà phải quan trọng thế không biết. Thì cuối cùng gia đình làm một cái lễ 49 ngày, cũng nghe người ta làm 49 ngày chứ cũng không biết 49 ngày làm để làm cái gì nữa. Đâu có ai giảng đâu mà biết đâu, đâu có đi chùa đâu mà nghe mà biết đâu. Cuối cùng làm gà làm vịt, che một cái bạc quá lớn, làm bày ra quá chừng. Khi mà giết đó là mấy loài thú đó thì bắt đầu nó theo nó đòi mạng ổng thôi. Nó kêu gì ông mà tôi phải chết, nó theo nó đòi ổng. Ông nhập vô cái đứa cháu gái mà ổng thương cái đứa nhỏ đó nhất. Ông nói cái tiếng đàn ông luôn, đứa cháu gái mà nói là tiếng đàn ông, nói là các con làm như vậy cha quá đau khổ, bình thời cha không biết tu, cha ăn mặn, cha tạo nghiệp sát sanh, bây giờ phải chịu quả báo, đói rách khổ cực, bây giờ tiếp tục những loài thú mà nó theo nó đòi mạng nữa đây, khổ quá chừng rồi. Hôm nay các vị ăn một miếng nó thỏa cái miệng, cái bụng thích thú một chút mà tôi phải đau khổ như vậy. Trước khi vô tiệc mà ông nói như vậy, cuối cùng mọi người nghe sẵn hồn hết, đứng dậy hết trơn. Việc này là ở Long An có. Nhưng cái việc mà để cho con người khi mất mang cái thân chung ấm này để siêu sanh thoát hóa, Ấn Tổ dạy hay nhất là làm cổ chay đãi cho mọi người, in kinh in sách. Cũng như hôm nay cái bộ tượng để mà cúng dường ở dưới cái chùa Phương Minh, có sư cô Phương Minh ở Sóc Trăng. Vừa rồi cổ lên đây, cổ tham dự trên này, cái chùa của cổ làm tôn xung quanh ở trống không. Chúng tôi thấy bộ tượng bằng đá phải để bên ngoài, chúng tôi mới phát tâm để mà cúng dường cái bộ tượng 2,5 m. Bữa nay mấy thầy đặt ở Hà Nội vô có 10 triệu một bộ, thiếp vàng vàng Đài Loan thêm 10 triệu nữa. Thầy Nhuận Minh kêu thôi, để cho thầy phát tâm cúng dường để mà hồi hướng cho ba của thầy. Cái bộ tượng này cao 2,5 m. Thì hôm trước có một cái ông đó, hai vợ chồng từ bên Esup, Esup là ở bên huyện, ở bên Đắk Lắk á, chạy Honda qua. Bữa đó chúng tôi lên đây có chuyện, cái câu chuyện này nghe cũng ly kỳ hấp dẫn nha. Mà nhìn mặt ổng khắc khổ lắm, ông làm nông mà, hai vợ chồng nhìn khắc khổ. Ông từ ở bên Esup mà đi Honda qua đây quý vị. Ông đi Honda qua cái rồi ông gặp chúng tôi, ông nói là con nghe thầy giảng trong đĩa, cái việc mà phát tâm cúng tượng, cái phước báu nó thù thắng. Con có một đứa con đó, nó bị té xe, nó bị cái não nó bị nhũng não, nó cứ nằm một chỗ mấy năm nay, 2 năm nay rồi. Bây giờ con đi chữa thầy thuốc, đi khắp các nơi, đi bệnh viện rồi nó cứ nằm đó, không thấy tội nghiệp quá. Con nghe thầy nói là cung đức cúng dường in kinh tạo tượng đó để nó tiêu nghiệp đi. Con qua con cúng 40 triệu làm những cái tượng nhỏ như vậy ấy. 8 tấc hộc 1 mét, Di Đà với lại Quan Âm. Thì chúng tôi mới nói ở dưới chùa Phương Minh á, sư cô ở dưới Sóc Trăng á, đó là sư cô Phương Minh đó là cổ có chánh điện, thôi bây giờ làm cái tượng lớn để cho nhiều người tu đi, công đức nó thù thắng hơn. Ông hoan hỷ. Vừa rồi nghe thầy Nhuận Minh nói phát tâm cái tượng đó rồi, chúng tôi mới suy nghĩ lại là lấy cái tiền đó đó chuyển sang để làm mấy. Bởi vì cái đứa nhỏ này nó bị cái nghiệp mà ảnh hưởng đến não, đến thần kinh, là do nó tạo những cái nghiệp sát sanh mà ông nói đúng, lúc trước nó chiên câu cá, đập cầu đầu cá không à. Cho nên bây giờ nó phải bị cái quả báo như vậy, nó nằm mấy năm nay. Thì chúng tôi nói thôi giờ đang làm 1,000 cái máy là 650 triệu rồi, bây giờ chúng tôi gọi cho cô Sâm đặt thêm 1,000 cái là 650 triệu nữa, là 1,3 tỷ, lấy 40 triệu ông chung với cái quỹ của tỉnh thất làm mấy để chuẩn bị tặng cho Phật tử cái ngày Vu Lan. Vu Lan về có mấy nha. Cho nên cái tâm ổng quá thành kính đi. Vì cái tâm quá thành kính đi cho nên thành ra nó vào một cái duyên để mà làm cái pháp bảo, pháp thí để mà tặng cho quý Phật tử để hồi hướng cho cái chú này. Ra chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là khi mà mình có được cái đồng tiền mồ hôi nước mắt, giống như hai vợ chồng này, chúng tôi hỏi là ông làm nghề gì, ông kêu làm nông, trồng lúa, trồng bắp, trồng ngô khoai, kiếm được 40 triệu là căng dữ lắm, phải chắc mốt dành dụm dữ lắm,
mới có được 40 triệu mà chạy Honda từ bên đó qua đây. Chúng tôi cảm động. Vì vậy cho nên khi mà mình có được cái đồng tiền mình để dành vừa đủ ăn, rồi bắt đầu mình phát tâm làm pháp thí. Trong cái pháp thí nó có tài thí trong đó, đem tiền để làm pháp thí. Thì trong mạng mình nó có tài, bởi vì mình lấy tiền của mình để làm pháp thí. Thì vừa được trí tuệ đó là mình đem cái pháp thí mình cho người khác để người ta tu, để liễu sanh thoát tử, phát sanh được cái trí tuệ, tiêu đi cái si ám. Rồi mình lấy cái tiền của mình để làm pháp thí đó, trong mạng mình có tài. Mà người ta coi pháp thí rồi á, nhất là tổ, cái lời của tổ, những sách văn sao của Ấn Tổ, để người ta không sợ sanh tử luân hồi nữa, mà người ta gọi rằng là muốn thoát ly sanh tử luân hồi. Người ta không sợ chết nữa. Có nhiều người người ta sợ chết quá trời, mà sợ chết rồi cũng phải chết, mà chết trong cái sợ hãi đó là nó nguy hiểm. Người ta niệm Phật, người ta coi pháp xong người ta thôi chết giống như là thay áo, bỏ cái xác này đi lấy cái xác thân khác. Họ hoan hỷ, thì gọi là gì? Họ lìa khỏi cái sợ hãi đó, là mình cho họ cái vô ý thí. Cho nên một cái pháp thí thôi mà nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí trong đó, rất là màu nhiệm. Thì vừa rồi chúng tôi có giới thiệu cái bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, nhưng mà dỗ bà cụ vừa rồi chúng tôi không có nói kỹ, thành ra là cái bộ sách này quý giá lắm. Mỗi đêm một tiếng đồng hồ, 8 giờ đến 9 giờ là cái giờ đó là chúng tôi đọc cái cuốn Tinh Hoa Lục này. Thành ra mỗi người cần có một bộ đem về, hai vợ chồng hai bộ cũng được. Chúng tôi in 10.000 bộ lận mà. Rồi mình coi bạn bè mình thích pháp môn tịnh độ, giới thiệu tặng cho họ. Cái bộ sách này nói những cái tinh túy, những cái cốt tủy, những cái tinh hoa ở trong ba cái bộ văn sao Tam Biên, Tục Biên và Chánh Biên. Mình coi hết ba bộ này lâu lắm. Có những người họ coi hết rồi đọc lại cái Tinh Hoa Lục thấy hay, hay lắm. Chút nữa chúng tôi nhờ thầy Nhuận Minh đọc một đoạn trong Tinh Hoa Lục để quý vị nghe. Cái bộ sách này chúng tôi thấy có cái giá trị là cái lời nó rất là thâm sâu nhưng mà rất dễ hiểu. Cái máy mới là máy có màn hình nữa đó, là có bộ văn sao Tinh Hoa Lục này bằng hình ảnh trong đó. Tức là cái hình của Ấn Tổ rồi có thầy, có quý thầy đọc ở trong đó. Vì vậy cho nên thành ra cái máy mà có hình nữa đó, thầy Nhật Tánh thầy đọc và thầy làm rất kỹ càng. Chúng tôi tặng cái máy đó quý vị về quý vị nghe. Mà cuốn sách này nó có cái hay là khi mình đọc qua rồi, cái bắt đầu mình lấy mình ghi ra được những cái chỗ nào mà mình thích thú, mình ghi ra cái tập nhỏ. Còn cái máy là mình để mình nghe qua nghe lại nhiều lần thôi, chứ ghi nó cũng hơi khó. Là cái bộ sách này nếu ai chưa có, trong này ai chưa có giơ tay cho biết à? Cũng khá khá nhiều à. Ở ngoài phòng phát hành á, phòng kinh sách tặng miễn phí á, quý vị sẽ ra đó dùng cơm xong rồi quý vị đi ra đó tặng cho quý vị miễn phí. 10.000 bộ hết 1 tỷ 90 triệu. Cái tiền chúng tôi không nói, nhưng mà cái công sức chúng tôi với thầy Nhật Tánh mà ngồi để mà thanh lọc lại từng phần tinh hoa, rồi sắp xếp lại một cuốn sách này cả một kỳ công. Thầy lúc trước cũng là giáo viên bên sư phạm, thầy nói ra thầy làm rất kỹ càng với Phật pháp, với lời Ấn Tổ. Cái công đức này rất là thù thắng. Ra hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái niềm vui của chúng tôi lớn nhất là đúc tượng Phật. Cái niềm vui lớn nhất là làm mấy niệm Phật, làm mấy thuyết pháp và in sách in kinh tặng. Vui, cái niềm vui này nó lớn hơn là niềm vui xây chùa. Mỗi người có mỗi cái niềm vui. Hôm nay quý vị về đây không biết cái niềm vui và cái cảm xúc quý vị ngồi dưới đó nghe như thế nào. Khi mà chúng tôi bước lên pháp tòa, cái niềm cảm xúc chúng tôi, sự thực xem chư tăng chư ni và quý vị giống như các vị khách quý, giống như các vị Bồ Tát, trân trọng lắm, không có một chút lợi dụng đâu. Và không có một chút mà gọi rằng là mình khinh nhờn họ.
cung kính tột bậc. Không biết quý vị đối lại như thế nào, riêng bản thân chúng tôi thực sự cung kính đến cùng cực. Đem cái pháp bảo quý giá trắc lọc từng chút đem tặng cúng dường cho họ. Thêm cái bộ sách giáo dục gia đình pháp ngữ và bảo thân tiết dục pháp ngữ. Hai cái bộ sách này là phải gói đầu giường để trong phòng. Hai cái bộ sách này chúng tôi để trong động, chúng tôi thờ trong đó. Đây là pháp bảo. Cung kính đến cùng cực. Vì cái bộ sách này nó quý hơn một rương vàng. Rương vàng không giúp cho con cái mình, không giúp cho mình thành thánh thành hiền, mà cái bộ sách này giúp cho mình thành thánh thành hiền. Con người mà không có chữ thì lúc nhỏ lớn lên là không biết chữ dốt nát. Dẫu cho biết chữ đi nữa là chỉ có văn hóa ngày đời để giúp cho mình cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở bệnh thôi. Chỉ có cái văn hóa đó là pháp bảo này giúp cho mình liễu sanh thoát tử. Quý không quý vị? Quý. Nếu mà Đức Phật thấy vàng bạc châu báu ngọc ngà quý giá thì Bồ Tát Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải chở vài xe vàng đi theo chứ. Điều này ông bỏ hết. Chỉ nói là tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, đó là ba ngôi báu là quý giá nhất. Cho nên cái người nào mà họ cung kính pháp bảo, cái căn lành người này sâu dày. Nên vừa rồi cái lễ giỗ của sư cô Liên Phương á, chúng tôi thực sự về trong lòng nó cứ vừa là nó bùi ngùi, quặn thắt ở trong lòng lớn lắm. Vì cũng không có được cái phước duyên như thầy Nhuận Minh ở bên cạnh để lo cho ông bà cụ, mà riêng bà cụ thì chúng tôi ở bên Mỹ không về được. Cho nên trong lòng nó quặn thắt, nó u ẩn ở trong lòng. Mình có một cái việc gì đó mà mình chưa có hoàn thiện được cái hiếu giữa mình với mẹ mình, trong lòng nó có ức ẩn. Thành ra những cái ngày lễ chúng tôi tổ chức để toàn tâm vô trong đó, để đem những cái pháp bảo, đem những cái món ăn, đem những cái gì mà mình thấy quý giá nhất để mà cúng dường cho đại chúng, để hồi hướng cho sư cô Liên Phương. Nhưng mà cái duyên cũng lạ, trước cái ngày giỗ là thứ bảy, chúng tôi lại ngày thứ sáu thì ngồi lại với quý thầy bàn ba cái bảo cái. Quý vị thấy trang nghiêm không ạ? Bảo cái này là bằng loại kim loại hợp kim mà người ta sơn màu đồng. Chúng tôi ngồi với quý thầy bấm trên điện thoại, xong rồi gọi xuống dưới đường Nguyễn Chí Thanh, họ có ba cái bảo cái này. Rồi quý thầy có tiền trai tăng mới gom vô 70 triệu. Thầy Nhuận Minh ông cật lực cũng làm những cái việc gì có là ông làm để mà hồi hướng cho ba của thầy, với lại một số mấy thầy phát tâm, với lại một cô Phật tử cúng dường 136 triệu. Ngày thứ sáu họ chuyển lên, sáng thứ bảy đích thân chúng tôi lên treo ba cái bảo cái. Quý vị thấy trang nghiêm không ạ? Không biết cái niềm vui của quý vị sao, cho niềm vui của chúng tôi lớn nhất đó là trang trí Phật. Trang trí xong cứ ngồi nhìn cười cười miết à. Cái Phật sau này ông đẹp dữ ta. Hoan hỷ vô cùng. Vô trong phim cũng như là mọi người, người ta nhìn người ta thấy người ta hoan hỷ. Mà không phải hoan hỷ một lần, mà người ta hoan hỷ nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Mà cái người mà phát tâm cúng dường đó đó, cái phước họ cứ tăng trưởng từ từ. Cho nên mới 10 công đức ấm tống kinh tượng Phật. Tiêu nghiệp của quá khứ, nghiệp quá khứ nặng thành nhẹ, mà nhẹ thì biến mất mà. Bộ tượng này là mấy chị em cô Như Thủy Như Phước ở bên Oregon phát tâm cúng dường. Bộ tượng này là bên Đài Loan họ lấy vàng thiệt á, họ đưa vô máy người ta hấp, người ta ướp, người ta làm sao trong đó mà bao nhiêu năm nay mà không có bay màu. Mà cũng Phật tử ở đây hiền, không có lên cạo chứ, lên tôi mơ họ cạo. Qua bên Houston gặp cái anh chàng đó, anh phát tâm anh cúng dường ba bộ. Tức là ba cái tượng, bốn tượng thêm Ngài Địa Tạng nữa là 1.2 tỷ. Chúng tôi ảnh rước về nhà để mà cúng dường đồ, xong rồi chúng tôi giảng thời thuyết pháp xong rồi, anh này còn trẻ mới ba mấy tuổi à. Anh kêu con phát tâm cúng dường cho thầy cái bộ tượng này. Mấy cô này là bên Arizona đó, có lấy từ bà Đài Loan về. Nhưng mà con chưa đủ tiền, con nói bà thôi bây giờ cho tôi cúng dường tượng cho chùa thầy Nhàn mà tôi trả góp được không? Bà kêu được, cúng dường mà trả góp cũng được.
tôi hồi hướng cho vợ tôi, thì bà này bà chịu. Xong rồi cái rồi bà vợ trước khi mất á, bà vợ nói là em bị ung thư, em mất, em để lại đứa con cho anh. Em có một cái lời trăn trối cuối cùng. Hỏi trăn trối như thế nào? Kêu là em muốn anh ở như vậy chứ đừng có bước thêm bước nữa. Trời chết rồi mà còn trăn trối kiểu đó. Bước thêm bước nữa tức đừng có thêm cô khác. Thì cuối cùng cái là anh cũng hứa, anh kêu được, anh giữ lời hứa. Mà anh nói trong bụng bà chết rồi mà có biết gì nữa đâu, mà tôi có lấy người khác có sao đâu phải không? Thì cuối cùng bà nó không có siêu thoát, nó cũng canh đó. Mà ông này ông cũng biết Phật pháp, ông kêu thôi để 49 ngày cho bà đi đầu thai rồi mình có bà khác chứ có gì đâu. Rồi cuối cùng cái sao? Cuối cùng cái 49 ngày xong cái na cái cô khác là bạn học hồi xưa mang về ở chung với nhau. Trời ơi, thôi đêm nằm mơ nào bà cũng nghiến ra bà làm dữ dội. Mà không biết sao mà bà khiến cho cái con nhỏ kia ổng làm cái gì nó cũng trái nghịch với ổng hết trơn. Con vợ hai á, trời ơi, cái ngày mà chúng tôi về đó là ổng cũng năn nỉ ông xin thầy nhàn từ Việt Nam sang thầy pháp thuyết pháp môn Tịnh Độ hay lắm cho anh thỉnh về nhà. Nó không trả lời trả vốn, nó đi luôn thầy. Ông kể lại, nó không trả lời trả vốn, nó đi luôn. Nó kêu mấy ông thầy này là xạo sự lắm nè. Nó nói đủ thứ hết trơn, nó hỷ bán. Con khổ với cô này, biết chừng nào mà con cũng... Hai bà đều khổ hết, bà sống cũng khổ mà bà chết cũng khổ. Bà chết thì lo cúng dường để hồi hướng năn nỉ tụng kinh, chối sống chối chết. Mà để cái tượng Phật thiệt lớn ở trước trong nhà, để con thích tượng lắm, để trong nhà thiệt lớn. Ông kêu là hằng đêm con tụng kinh con hồi hướng cho bà chết, hằng ngày con năn nỉ bà sống. Trời ơi, khổ. Công nhận thầy không có bà nào thì sướng thiệt á. Thầy kêu trời ơi sao không biết tôi không có bà nào, 70-80 bà già ở nhà lúc đó. Thì cuối cùng cái là giờ đó sao, cuối cùng cái anh suy nghĩ sao, cái cuối cùng cái bà bán tượng á bên Arizona, bà nói bà này cũng cái ma lanh, bà kêu thôi ông gửi tiền cọc qua đi, ông gửi tiền qua nước một phần ba đi rồi ông trả góp từ từ. Thì cuối cùng cái khi gửi qua rồi cái bà kêu thôi bây giờ có người khác mua rồi, nếu mà ông không mua nữa thì tôi trả tiền lại cho ông chứ tôi không có trả góp nữa đâu, để người khác thỉnh. Cái anh kêu trời ơi, phát tâm cúng dường trả góp mà cũng cúng dường không được ta. Thì cuối cùng cái gia đình của cô Như Thủy cô nghe được xong rồi cô mới phát tâm cô cúng dường. Cho nên thành ra là đưa tiền rồi trả góp người ta đồng ý rồi mà cuối cùng cũng cúng dường không được, chứ không phải dễ. Chúng tôi nhớ câu chuyện này hình như năm 2011 chúng tôi có ghé qua bên Houston có cái anh chàng này. Cho nên quý vị nhớ nha, ông chồng ông chết rồi chưa có đi đâu, quý vị phải khéo à. Bà vợ chết rồi bà chưa có đi đâu á, bà đứng bà canh quý vị á. Có câu chuyện này nữa nghe nha. Hình như là lúc đó cũng 22, 23 vậy đó. Hai cha con ở Đức Trọng đi lên. Anh kêu thưa thầy, mấy nay con lên con nghe thầy giảng, con biết má con chưa siêu thoát. Hỏi sao biết má con chưa siêu thoát? Má con lúc trước còn sống, má con muốn vô chùa, mà anh con, em con với con không biết. Nói rằng vô chùa rồi sớm làng người ta cười cho. Có người mẹ mà nuôi không được đẩy vô trong chùa như vậy, sớm làng họ cười cho. Cho nên thành ra con dị nghị về chuyện sớm làng con không cho vô, mà má con cứ năn nỉ. Cho tôi lên trên tỉnh thất tôi đi chùa tôi niệm Phật đi. Tôi thích đi niệm Phật quá, tôi đến chùa tôi tụng kinh tôi thấy nhẹ nhàng, mà sao gia đình không có cho tôi đi. Thì cuối cùng bà cũng buồn quá, và lúc bà đi á, bà nói là bà mất thì cho bà thiêu đi, đừng có chôn bà. Mấy đứa con nó nói má sao mà nhiều chuyện quá, người ta chết người ta chôn đầy hết trơn, để đến ngày thanh minh thanh nga con đến con dãy cỏ rồi con cúng đồ này nọ cho thiêu rồi còn cái gì nữa đâu, còn nắm tro thôi à. Nó kêu thôi mẹ thích thiêu mà, con không có đồng ý cho mẹ thiêu. Rồi cuối cùng bà cũng phải đành chấp nhận. Rồi cuối cùng khi bà mất á, nó nói có một cái điềm lạ. Thường người ta mất á, là người ta hay đốt mấy cái đèn cầy ở phía dưới cái hòm để cho nó khử mấy cái mùi hôi á, mà mấy cái tử khí á. Mà không biết sao đốt mấy cái đèn cầy nó cách nửa mét mà nó phật cháy cái hòm. Thì nó không hiểu, bao nhiêu năm nó không hiểu. Hỏi mấy thầy nói là chắc là do cái đèn cầy cái ngọn lửa nó cao hoặc sao đó. Mà con nói nó cách nửa mét mà sao mà nó phật lên. Thì chúng tôi mới giải đáp là mẹ con muốn thiêu quá mà con không có cho đồng ý thiêu, cho nên cái điềm nó muốn thiêu cái hòm đi, con biết không?
Thì nó nghe xong rồi nó hiểu vậy, nó kêu giờ con phải làm sao, kêu là lên trên này niệm Phật, cúng dường trai tăng, hồi hướng tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà có một cái là khi bà mất, ông này, chúng tôi nhớ lúc đó ổng cũng năm mấy tuổi rồi đó, ổng cũng rinh một bà khác về. Ông rinh bà khác về, cái bà này bà nhập vô mấy đứa cháu, bà cứ nói là tôi chết rồi á, mà bà, ổng không coi tôi ra gì hết trơn á. Cười, tôi chết rồi mà ổng coi tôi ra gì hết, mang mấy bà khác về. Má con chưa siêu thoát là vậy đó thầy. Thì hôm nay chúng tôi nói cho quý vị biết, khi mà quý vị mất là âm dương nó ngăn cách. Họ sống bằng cái tần số dương, tức là họ sống bằng một cái con người mang thân trung ấm, mang thân ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức. Còn mình mang cái sắc thân trung ấm, cái tần số nó khác nhau, họ ít có khi nào thấy mình được. Một số những người linh quá cho quý vị thấy những cái bóng đó thôi. Vì vậy cho nên thành ra khi những người mất đó không phải là hết. Ấn Tổ nói đừng có nói người chết là hết. Họ còn mang một cái thân trung ấm đó, họ biết buồn biết vui, họ thừa hưởng được cái phước báu của mình. Nhất là cái người mà lúc mà họ mất rồi, họ thích quý vị làm những cái công đức in kinh phóng sanh, nhất là cái công đức niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho họ. 49 ngày là chúng ta phải hồi hướng cho họ, đừng có để buổi nào mà trống hết trơn, sáng tối phát tâm ăn chay. Vì vậy cho nên hôm nay là cái việc mà dỗ của ba thầy Nhuận Minh, cả gia đình phát tâm, ông cụ cũng có phước, mấy Phật tử phát tâm cúng dường, in kinh phóng sanh làm mấy, chúng tôi gom tiền lại, chúng tôi làm để hồi hướng cho những người mà hôm nay hồi hướng trai tăng, các vị hương linh cũng như là những vị hương linh trong gia đình quý vị. Và quý Phật tử hôm nay có mặt ở đây, khi mình về đây mình không cúng đồng nào hết trơn, mà hương linh những người trong gia đình mình họ theo họ về đây, họ nghe cái buổi thuyết pháp này á, họ hưởng cái từ trường này đó, họ cũng siêu thoát. Cho nên một người về chùa gọi là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương, nhất nhân hành đạo của quyền thăng. Hôm nay quý vị về niệm Phật, cả gia đình của quyền thất tổ của quý vị thừa tư cái công đức này, họ siêu sanh, công đức quý vị thù thắng bất khả tư nghị. Những cái điều này chúng tôi không có chuẩn bị trước, mà chúng tôi cảm được cái điều này, chúng tôi nói để cho quý vị có niềm tin. Không phải mình về chùa rồi phóng sanh, rồi nghe pháp, rồi ăn chay, rồi niệm Phật, rồi ở trong cái từ trường này, rồi mình ra về mình thấy không có cái gì hết. Không phải vậy đâu. Cái phước báo, cái công đức nó vô hình, mà cái tội lỗi này, cái nghiệp báo nó cũng vô hình. Vì cái nghiệp báo nó vô hình cho nên thành ra từ vô lượng đời kiếp đến hôm nay, nếu mà nó có hình tướng là chất đầy trong hư không này cũng không có chỗ chứa. Vì nó vô hình cho nên chúng sanh không thấy, cứ tạo mãi. Cho nên nghiệp chướng sâu dày như biển cả, cao rộng như giờ trời cao. Còn các hàng Bồ Tát sợ nhân ác, làm tất cả công đức mà không thấy mình làm, cho nên công đức này nó thù thắng, thù thắng không thể tưởng tượng được. Ông Tổ mới nói các hàng Bồ Tát nhìn thấy nhân ác, tránh nhân ác, nhìn thấy nhân lành, làm liền nhân lành. Còn các hàng phàm phu không nhìn thấy nhân ác, dẫu thấy nhân ác nghiệp chướng sâu dày vẫn làm mà nghĩ rằng xong rồi thôi, không có nữa đâu, điều ác đó nó qua rồi, không có, không còn gì nữa cả. Cho nên điều ác nó chất chồng sâu như biển cả, kinh khủng không? Điều này chúng tôi nói trong văn sao ông Tổ. Cho nên cái ngày mà dỗ, nhiều lúc những người mà họ linh thiêng, họ gia hộ mình giữ. Chúng tôi nghĩ sư cô Liên Phương gia hộ cho chúng tôi làm những công việc Phật sự, từ khu chiên tu ở trên này trọn vẹn nhiều thứ. Chúng tôi tưởng là không làm được mà thế mà làm được, nó trọn vẹn quý vị. Người ta linh thiêng, người ta có phước báu, người ta gia hộ cho mình. Đó là cái điều mà chúng tôi nói sơ qua cái việc mà con người mất, mình nên làm đám giỗ như thế nào, đúng như lý như pháp. In kinh, phóng sanh, tổ chức vào những cái pháp hội người ta về tu tập để hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc của mình, thì họ sẽ thừa hưởng được, họ sẽ thăng cao phẩm vị nếu là vãng sanh. Còn không, nếu mà họ làm người, họ cũng sanh vào ngôi nhà giàu có, biết Phật Pháp.
nếu mà họ đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhờ cái công đức này siêu sanh thoát hóa, giống như là bà Thanh Đề do ngài Mục Kiền Liên hồi hướng công đức cho bà. Hôm nay chúng tôi nói đến cái chỗ này nó quan trọng, cố gắng lắng nghe nha. Hôm nay hình như bắt mấy cái quạt, mấy quạt nó mát rồi phải không quý vị? Làm xong mới nói, nghĩa là đệ tử quy một cái mấy quạt ở ngoài đây 6-7 cái, trong bếp một cái 140 triệu mới hôm qua chuyển khoản trả cho họ. Trong lòng chúng tôi nó vui, bởi vì mấy Phật tử về đây ngồi nghe pháp mà nó nóng quá cứ ngủ hoài, cho nên thành ra chúng tôi bắt cái quạt cho nó mát để quý vị khỏi ngủ, mà sợ mát ngủ dữ nữa chứ. Bởi vì mỗi lần hôm trước mà giảng xong là thôi mồ hôi nó ra ướt hết trơn, bữa nay gió nó mát nó dễ chịu quá chừng. Cho nên thành ra mình có tiền mình làm một cái gì mà cho đại chúng mà nó đúng với như lý như pháp, cái phước mình nó tăng dữ lắm. Còn ngoài đời họ có là tự thân họ phải mua cái bộ đồ cho đẹp để họ bận vô họ đi họ diện, rồi họ phải làm cái gì cho thân thể họ không tiếc một chút nào hết trơn, mà họ đi cúng dường đó nghe, họ rút tiền ra phải lấy miếng xa ra dính, mà xe rút ra 5.000, trong khi đó quá giàu có, cúng dường cho người khác trời nó tiếc đứt ruột đứt gan luôn, cúng dường cho chùa nó tiếc quá cỡ luôn, mà xài cho mình là không bao giờ tiếc. Người này đang hưởng si phước hết nhanh lắm. Mà hết rồi thì sao? Hết phước rồi bắt đầu là ngũ tướng thư si hao, thân thể thì xấu xí, làm ăn thì thất thoát, thọ mạng ngắn ngủi, bắt đầu bệnh hoạn, chết trước tuổi thọ. Sự thực nó là như vậy, chứ không phải chúng tôi hôm nay nói để bắt quý vị cúng hù dọa, không phải. Nói để mình khai mở tâm lượng mình ra, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, không có không cúng mà tùy hỷ. Hôm nay lắng nghe cái chỗ này, có cái điều hôm nay chúng tôi rất là tâm đắc. Chúng tôi mới ngồi thường khoảng 6 giờ hoặc 6 rưỡi đến 7 giờ 7 rưỡi là chúng tôi ở trong cái động Phật á. Nay làm cái động xong rồi không muốn đi đâu, ai thỉnh đi đâu, ai mời đi đâu, lấy máy bay bộ in gì rước kêu thôi không đi nữa, ở quay quần với cái động Phật, rồi ở xung quanh với các cụ ở dưới đó niệm Phật. Bữa chiều đó mình đang ngồi mình niệm Phật ở trong cái động đó, tự nhiên nó lé lên cái suy nghĩ như vậy: con người mình vì sao mình niệm Phật mà mình chưa vãng sanh, lý do gì? Đặt câu hỏi này một chập thiệt lâu, tự nhiên ở trong đầu nhớ đến cái đoạn kinh A Di Đà: bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Nước kia là nước của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta có thiện căn mới tin câu Phật hiệu, tin có cảnh giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện. Ở trong này ai cũng có thiện căn, mà thiện căn sâu dày hay là mỏng thôi. Nhưng mà phước đức chúng ta bị khuyết rất nhiều. Phước đó là tịnh nghiệp tam phước bị khuyết, phước đức bị khuyết. Người này già dặn niệm Phật, niệm Phật rất tốt. Họ có thể buông xả được, họ công phu rất tốt, nhưng mà thiếu về cái mảng phước đức. Phước đức đó là tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện. Đó là tịnh nghiệp tam phước của nhân thiên thừa, họ bị thiếu, họ bị khuyết cái chỗ này. Họ niệm Phật tốt nhưng mà cái hiếu của họ không có trọn vẹn được, cái lòng từ của họ chưa có đạt được đỉnh cao. Họ vẫn ăn thịt chúng sanh, dẫu cho họ ăn chay đi nữa nhưng mà họ không khai triển được lòng từ. Và 10 điều thiện họ chưa làm được, cho nên họ vẫn chưa có đủ thiện căn và phước đức. Tuy rằng thiện căn của họ đủ, cái người mà không có thiện căn hồi nãy giờ họ ngồi trong này họ chịu không nổi đâu. Họ thấy nó chán, họ thấy nó ngán, mà nói cái chuyện gì trên trời dưới đất không à.
Người ta đang làm việc làm ăn bây giờ thời đại khoa học bay lên trên trời, chế máy bay, chế những cái gì tối tân hiện đại cho cuộc sống người ta, đang đi vào cái thế giới gọi rằng là mênh mông ở trên mạng, rồi làm những cái sự phát triển đồ này nọ, sao mà nói cái chuyện gì đâu mà tè tè dưới đất, lè tè lè tè. Họ không có đủ cái thiện căn. Mà nhắc đến Phật Pháp, nhắc đến cái đạo đức là gì, họ hỷ bán liền. Người này không có thiện căn. Nhưng hôm nay quý vị có thiện căn chịu ngồi trong này phải không ạ? Có những người về tại đây ở trong chùa rồi đó, ở trong tỉnh Thất Quan Âm mà cái chúng tôi giảng bao nhiêu thời mà cũng không khi nào có mặt. Họ ở trong tỉnh Thất rồi đó mà cũng không có mặt. Cái người mà họ có thiện căn, họ rất thích nghe Pháp, họ rất thích đọc những lời của Phật Tổ. Dẫu cho chúng tôi giảng nó dở gì đi nữa, cũng nói trong văn sao là lời của Bồ Tát rồi. Mình là thánh đi nữa, mình là hiền đi nữa, có cần nghe không quý vị? Nghe chứ, nghe. Cho nên vì sao niệm Phật mà không vãng sanh? Người này không tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Mà cái nhu cầu vãng sanh không phải là đòi hỏi quý vị phải có tiền, phải đi cúng dường cho thiệt nhiều mới được vãng sanh. Cái phước đức này đó là hiếu dưỡng cha mẹ, không có tiền làm được không quý vị? Được, được. Tôn kính sư trưởng không có tiền vẫn làm được. Lòng từ không giết là không có tiền vẫn làm được. Ăn chay lòng từ không giết, khuyên người ta không giết. Không phải là có tiền phóng sanh cho thiệt nhiều mình mới có được cái lòng từ không giết. Làm 10 điều thiện không có tiền vẫn làm được. Mà họ không có để cái thời gian để họ làm cái tịnh nghiệp tam phước này. Cho nên cái tịnh nghiệp tam phước này họ bị hỏng chân mất rồi, họ bị khuyết mất rồi. Cho nên họ niệm Phật hoài mà không vãng sanh được là cái chỗ này. Chúng tôi ngồi mới suy nghĩ là đúng cái lời trong kinh A-di-đà nói, không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái người này có thiện căn rồi nhưng mà thiếu về phước đức. Trên cái nền tảng của phước đức là tịnh nghiệp tam phước này quan trọng vô cùng. Nếu mà không làm được 10 điều thiện, không làm được hiếu dưỡng cha mẹ, không làm được lòng từ không giết, không làm được đó là tôn kính sư trưởng, thì người này không thể vãng sanh. Mà làm được rồi thì phước báu người này tràn ngập thù thắng vô cùng, mới đủ tiêu chuẩn để mà về với Tây Phương Cực Lạc. Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh Bỉ Quốc. Không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên sanh về nước kia. Cái câu hỏi mình đặt ra không có câu trả lời. Đặt câu hỏi thiệt lâu mà không có câu trả lời, như là mình bị rối. Nó bị rối thì cuối cùng nó bừng sáng lên, đó là gì? Trong kinh A-di-đà hàng ngày tụng rõ ràng như vậy. Thì bây giờ quý vị phải về tích lũy thiện căn phước đức, đúng không? Cái người này tích lũy thiện căn phước đức đủ, mà người ta chỉ cần 10 niệm thôi là người này được vãng sanh rồi. Còn người mà tích lũy thiện căn phước đức không đủ, họ có thiện căn đó mà phước đức không đủ, họ niệm Phật 5 năm 10 năm mà họ vẫn không đủ tiêu chuẩn để họ vãng sanh. Nó khuyết ở cái mảng là tích lũy cái tịnh nghiệp tam phước này. Cho nên chúng tôi phải nói sâu về cái tịnh nghiệp tam phước này. Giờ lắng nghe ngay chỗ này, vì sao người này niệm Phật được vãng sanh. Lắng nghe nè, Ấn Tổ khai thị nè: phải lấy trực tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm mà niệm Phật. Niệm Phật như con nhớ mẹ, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại câu Phật hiệu miêm miêm mật mật. Dẫu gặp bất cứ sự duyên nào cũng không cho gián đoạn, nhiếp trọn sáu căn, niệm tiếp nói. Người làm được như thế chắc chắn được vãng sanh. Tức là người này họ tích lũy được thiện căn phước đức nhân duyên, họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà họ muốn để mà đạt được cái câu Phật hiệu là phải lấy trực tâm. Trực tâm không những là trong lúc mình niệm Phật, mình lấy cái tâm chân thật ngay thẳng để mình niệm Phật, mà lúc hết niệm Phật rồi ra ngoài đối nhân xử thế vẫn lấy trực tâm này để đối đãi với nhau.
Nếu trong lúc niệm Phật dùng tâm chân thật, trực tâm để niệm, nhưng khi hết niệm Phật ra ngoài đối đãi, đối người, tiếp vật, tiếp xúc với anh chị em, cuộc sống bên ngoài, dùng tâm giả dối, nó phá hết công đức niệm Phật. Giống như giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn, tuần đời ai biết cho chăng, như mây trang hiệp như chăng khuyết tròn. Quý vị biết cái con giả tràng không? Bữa đi Phú Yên làm từ thiện năm ngoái, đi ngang ra biển cái thấy cái con giả tràng, người ta gọi là con còng á, cái nước nó tràn vô, cái ảnh chui xuống cái lỗ, cái nước trong biển á, nước biển nó đi ra ngoài, cái bắt đầu ảnh chạy lên khỏi lỗ, ảnh cào, ảnh gom thành đống cát vậy nè, cái nước biển nó vô, cái nó tan, cái cục cát nó đi, ảnh chui xuống cái lỗ, hàng ngày làm vậy không à? Giả tràng xe cát ngoài biển đông á, nó cứ làm cục cát vậy, cái nước nó vô tan đi, hàng ngày làm kiểu vậy không à? Cũng vậy, hàng ngày khổ cực lên nghe pháp niệm Phật, cái ra cái bắt đầu sực nhau cái rồi tiêu, nhất sân chê hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm, một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Cho nên hình ra giống như giải tràng á, biết không? Cho nên tu nó dễ nhưng mà giữ cái công đức nó mới là khó. Nếu con người này có trực tâm, người ta không có niệm Phật mà ra đối nhân xử thế, tâm họ là trực tâm, người này cũng đang niệm Phật đó. Niệm Phật là niệm cái tánh Phật mình, cái tánh đức mình, để nó lưu lộ ra cái trực tâm mà. Cái chỗ này Ấn Tổ nói, cái người mà giữ được cái trực tâm ngay thẳng, không dối trá, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, không tham sân si, giữ được trực tâm niệm một câu Phật hiệu tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử. Dễ sợ không? Kinh khủng không? Nãy có một cái cô cổ lên, cô kêu con chuẩn bị trở về Canada rồi, con ở đây 6 tháng. Thầy nhớ con, trước con dắt đứa con về, con khổ, khổ nói không nên lời. Thằng con nó ngông ngông nghênh nghênh, nó bị điên rồi mà con nói nó điên, nó nói không có điên. Con khổ với nó quá trời luôn. Hôm bữa chúng tôi có gặp cổ, chúng tôi nói bây giờ trong tâm cô không có Phật nữa, mà trong tâm cô có đứa con của cô á. Cô nghe cô giật mình. Bởi vì mình nghĩ đến nó ở trong tâm mình, cho nên mình khổ. Nếu mình nghĩ Phật thì làm sao khổ. Còn nghe vậy kêu thôi, mày làm gì đó mày làm đi, ở đây cũng niệm Phật 6 tháng, bữa nay nó nhẹ nhàng, nó khỏe quá rồi. Cô kêu giờ chuẩn bị hết visa, con về lại Canada. Kêu về phải giữ lại câu Phật hiệu, chứ không thôi cái lực tu nó giảm rồi, nó vô trong tâm cô nữa, cô khổ nữa. Hiểu hiểu cái nhân vật đó vô trong tâm mình không? Miệng thì niệm Phật, mà ở trong tâm mình có ông chồng á, quá ghét ổng rồi, ông làm mình quá khó chịu rồi, đứa con đó hư đốn quá rồi, đứa con kia là nó ngoan quá rồi, trong tâm mình toàn là chứa những cái tư tưởng này, thì miệng niệm Phật mà tâm không nhiễm Phật, tâm không nhiễm đạo, miệng niệm Phật mà tâm không nhớ Phật, lông mồm lắp họng cũng ủng công, chỉ có gieo cái viễn nhân đời sau, có cái duyên phước báu chút đỉnh chơi à, vẫn sanh tử luân hồi. Niệm làm sao mà trong tâm mình có Phật? Đó là dùng trực tâm mà niệm. Cái tâm mình nó chạy ra cái là mình nhìn mình thấy rồi, quay lại câu Phật hiệu liền. Thâm tâm tức là tin sâu mình có Phật tánh, và Phật tánh mình là thể giác. Câu Nam Mô A Di Đà Phật là quả giác. Quả giác cổ Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi, lấy cái quả giác này làm cái nhân địa, thì khi người này chịu niệm một câu Phật hiệu, họ lấy bao nhiêu cái phước báu của Phật A Di Đà đó sẵn có trong danh hiệu đó làm thành phước báu của họ. Còn người không có niệm Phật tức là bỏ bao nhiêu phước báu, công đức, trí tuệ, thọ mạng của Đức Phật, chúng ta bỏ lơ, bỏ phế đi, uổng vô cùng. Cái câu này chúng tôi thấm thía. Người chịu niệm Phật là người gì? Nhận Đức Phật A-di-đà là phú trưởng giả. Mà phú trưởng giả, mình là con trưởng giả rồi thì gì? Sung sướng vô cùng. Còn mình không nhận Phật A-di-đà là phú trưởng giả, mình là kẻ cùng tử, kẻ lang thang đầu gành xó chợ, thiếu thốn, mặc cảm cùng tử này nó làm mình khổ đau.
Thực ra trong tâm mình nó có đầy đủ tánh đức giống như Phật, nhưng mà do mình nó mê giác, bội trần, quay lại với giác mà nhập vào trần cảnh, tạo ra nhiều nghiệp tham sân si, bây giờ nó mới ra cái nông nổi như vậy. Đã lỡ tạo cái nhân, bây giờ nó hiện cái quả ra như vậy rồi, thôi bây giờ lấy cái quả địa của Phật cái Di Đà tu đã thành rồi, làm cái nhân địa để chúng ta tu, chỉ trong một đời này thôi, làm con phú chẩn giả. Mà ngay bây giờ nhận là mình làm con phú chẩn giả rồi, không có còn mặc cảm thiếu thốn nữa. Ở trong này ai nhận con mình là con của Phật A Di Đà, con ruột á, ai giơ, ai nhận con ruột giơ tay coi. Ai nhận con ghẻ đâu, có không? Ai có nhận con nuôi không? Ở trong này con nuôi con ghẻ hết ráo rồi. Lần sau vậy? Cái người con của Phật A Di Đà lúc nào cũng phải nhớ Phật chứ. Nếu người đó thực sự mỗi ngày người ta nhớ hoặc niệm Phật, đó là con ruột. Còn con ghẻ là gì? Ngày hai thời lên, lên như bà cha thì con ghẻ mất rồi, mới giơ tay đòi làm con ruột mà cuối cùng thành con ghẻ. Con ghẻ là xa, xa cha lắm, hiểu không? Ấn Tổ, quê hương mình là Tây Phương Cực Lạc, đây chỉ là quán trọ trăm năm thôi bạn à. Cha mẹ mình sanh ra cái sắc thân đất nước gió lửa này, ngũ uẩn này chỉ là tạm sống một quán trọ trong cõi này, chỉ là một sân ga trong nhiều sân ga, một đoàn tàu biết mấy sân kha, xin anh xem anh như một quán trọ, như một ga nhỏ. Ga địa ngục, ga ngạ quỷ, ga súc sanh, ga trời, muốn ở ga nào? Rồi ga Tây Phương Cực Lạc. Thôi theo đoàn tàu chúng ta bóp còi về Cực Lạc đấy ha. Về. Trong 10 pháp giới có pháp giới Phật thì chắc chắn có pháp giới Đức Phật A Di Đà, phải có thôi. Cha của mình là Đức Phật A Di Đà giúp cho mình liễu sanh thoát tử để thành Phật luôn. Vị cha này đáng nương, cảnh giới này đáng về. Nhưng mà vì sao không về được? Dù gì không lấy trực tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm để mình niệm danh hiệu Phật. Mà dẫu cho lấy trực tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, nhưng mà làm không có đúng lời tổ nè. Là gì? Niệm Phật như con nhớ mẹ, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại câu Phật hiệu miên miên mật mật, dẫu gặp bất cứ sự duyên, sự duyên tức là tiếp khách, làm việc, làm chuyện gì đi nữa, câu Phật hiệu bốn chữ trong tâm A Di Đà Phật không gián đoạn, vạn duyên buông xuống, việc gì đến giải quyết xong cho nó qua, giống như giấc mộng đêm qua ngủ rồi, dầu ra ban ngày cũng là mộng, cho nó qua, chưa tới khỏi suy nghĩ, giữ câu Phật hiệu, người này sự nghiệp ngoài đời cũng thành tựu, mà đạo nghiệp cũng thành tựu luôn. Còn hằng ngày không niệm câu Phật hiệu, mà khi không niệm câu Phật hiệu thì gì? Niệm tham sân si, tướng địa ngục ngạ quỷ súc sanh hiện ra. Giỏi lắm đi nữa là giữ năm giới, tướng người xuất hiện. Người nào giỏi hơn chút nữa nó là gì? Làm được 10 điều thiện lên cảnh giới trời là tương đối giỏi ạ. Nhưng mà về cảnh giới trời khó hơn về Cực Lạc, bởi vì cảnh giới trời mình làm 10 điều thiện là tự thân mình phải làm, tự lực mình làm. Còn về Cực Lạc là nhờ Phật lực, gọi là nhị lực, tự lực và Phật lực thì dễ hơn ạ. Mà về cảnh giới trời cũng là cái quả của đời thứ 3. Đời thứ 2 là về bên đó rồi hưởng hết phước, là đời thứ 3 là coi như là phải đọa lạc. Hết phước rồi là phải đọa lạc. Cho nên đọc vào văn sao Ấn Tổ nó thâm thúy vô cùng. Niệm câu Phật hiệu, nếu người nào làm biến niệm câu Phật hiệu là vô tình bỏ đi vô lượng châu báu, vô lượng trí tuệ, vô lượng phước thọ trong danh hiệu Phật A Di Đà, vô tình bỏ đi. Người nào niệm được câu Phật hiệu
giống như là lấy hương xong ướp vào trong quần áo. Hương thơm tuy rằng lấy ra khỏi rồi nhưng mà trong quần áo vẫn có mùi thơm, do mùi thơm đã xong ướp vô quần áo. Lấy câu Phật hiệu vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức ướp vào trong tâm phàm, phàm tâm lâu ngày trở thành tâm thánh, tâm Bồ Tát, tâm Phật. Điều này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu nổi. Đăng địa Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa chưa thấu triệt nổi, chưa hiểu hết trọn vẹn nổi. Kinh khủng không? Trong kinh Pháp Hoa nói cái câu chuyện cùng tử. Cái đứa cùng tử đó khi mà nó gặp ông cha nó, cha nó kêu đây là cha của con nè, cha có một kho báu. Mới lần đầu nó nghe vậy nó sợ đi, nó chạy đi, cái ông cha cho người dí theo bắt kéo lại, kêu thôi con không muốn làm con, thôi cho con hút phân đồ bên ngoài. Nó kêu ừ hút phân thì được, làm chuyện dơ giấy được, chứ con không phải là con đâu. Cái ông cha nó gần gũi lâu ngày, từ từ ông giao chìa khóa lần lần rồi bắt đầu nó mới gì, nó nhận làm cha, nó nhận kho báu của ông cha, nó giữ nó coi kho báu, bắt đầu tha hồ nó xài. Cũng vậy, Đức Phật A Di Đà nói mình có tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, mà mình mê mất cái tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ này rồi, mình niệm cái danh hiệu cái quả giác của Đức Phật A Di Đà lâu ngày thì nó hiện ra cái tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, mà chưa có thể hiện trọn vẹn được để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mình là chỉ gì, chỉ phần đoạn chứng được một phần thôi, phần chứng pháp thân thôi, thì mình gọi là gì, con của Phật. Mình không chịu nhận, mình kêu không, tôi nghiệp chướng sâu dày, tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng, làm gì mà tôi niệm Phật tôi giảng sanh được, không, không có chuyện này đâu. Không dám nhận, không dám nhận cha mình là Đức Phật A Di Đà. Cái người ngũ nghịch thập ác kia như ông vua A Xà Thế mà ông còn có thể ông niệm Phật vãng sanh được, mà khi mà tạo ngũ nghịch thập ác rồi không tạo nữa, ăn năn sám hối, có thể họ thay đổi được, chuyển nghiệp được, gọi là đới nghiệp, là mang nghiệp cũ về bên đó tiếp tục họ tu tập. Cái bộ Tinh Hoa Luật này mỗi ngày đọc đi, khi đọc rồi tự nhiên mình thấy cái lời của tổ khích lệ mình niệm Phật tinh tấn dữ lắm. Cái là kinh nghiệm của chúng tôi. Hồi nãy giờ nói hơn tiếng 20 phút rồi, giờ thầy Nhân Minh đọc cho quý vị nghe một đoạn có hai trang thôi. Nghe nha, cái chỗ này hay dữ lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày Trung Thất Trai Tuần của thân phụ của ông Chánh Minh, hưởng thọ 79 tuổi. Con ngưỡng nguyện nương công đức nhỏ nhoi này hồi hướng cho ông và tất cả chư vị hương linh trong khắp hư không pháp giới từ vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục cuốn 1 vào năm Đại Lịch thứ 2 767, Liên Tông Tứ Tổ là Pháp Chiếu Đại Sư trụ tại chùa Văn Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi triều bái. Năm Đại Lịch thứ 5 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, bèn lần theo ánh sáng đi tìm. Đến Đại Thánh Trúc Lâm Tự, sư vào chùa, đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía Tây, Đức Phổ Hiền ở phía Đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh thưa hỏi: phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được, Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong Đại Thánh đoạn trừ lưỡi nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất,
Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm vô thượng Pháp Vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi, nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói, phía tây thế giới này có A-di-đà Phật. Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung, chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng so đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật, chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói già đà kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưới nghi đều trừ. Đây là đại sư pháp chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Ngũ đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật, tự nói, ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thảy các pháp Bát Nhã Ba La Mật, thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp nặng, phước nhẹ, chứng sâu, huệ cạn, miệt thị niệm Phật chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát, vào thẳng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nói gót hít bụi của ngũ tổ giới, thảo đường thanh vẫn còn chưa được nữa ư. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Thế giới cực lạc không có nữ nhân, nữ nhân xuất sanh, hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật Đạo. Trong mười phương thế giới, chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ thượng trung hạ, cao trỗi hơn luật giáo thiền tông. Thực là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cựu giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật Đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Thế nên vạn thánh tiền hiền, thánh hiền đời trước ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy, từ sao hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng. Các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới, không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật của Tây Thiên, Đông Độ đều quy kết liên bang. Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bộ sách Tinh Hoa Lục, hai cuốn như vậy, chữ lớn mấy người lớn tuổi cũng đọc được. Khi Ấn Tổ Ngài đắc được niệm Phật tâm muội, hay nói khác hơn Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, những cái lời ở trong văn sao Tinh Hoa Lục
văn sao tam biên, tục biên, tăng quản chánh biên. Khi mình đọc vào, nó có một cái tác dụng này, lắng nghe. Cái người mà lười nhác niệm Phật á, khi mà đọc vào cái nó khởi lên cái tâm bồ đề thích niệm Phật, thích vãng sanh. Bởi vì Ấn Tổ Ngài đã chứng đắc cái pháp môn niệm Phật, Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, cho nên khi Ngài nói ra, người nào mà chịu đọc tín thọ phụng hành tùy hỷ, bồ đề tâm người này nó tăng trưởng. Bên cạnh đó khi mình niệm Phật nhờ Ngài nhiếp thọ, cho nên câu Phật hiệu không gián đoạn. Lắng nghe chỗ này, giữ được câu Phật hiệu không cho gián đoạn không phải dễ đâu, đúng không? Không phải dễ. Không nhờ cái sức gia trì của tổ, không nhờ cái tâm mà hân hoan tín thọ trì tụng, chán lắm không niệm được đâu. Nó chỉ thích những cái ý niệm gì mà mình suy nghĩ mình muốn làm trong tương lai. Nó nhớ những cái chuyện gì của quá khứ, nó không cho mình yên. Cái người niệm Phật là họ dừng được cái tâm họ lại, chỉ ngay bây giờ an trú trong hiện tại với câu Phật hiệu. Đi đứng nằm ngồi, hết thảy sự trong mỗi lúc. Cái cô mà nãy chúng tôi nói chuẩn bị cô về Canada đó, cô vừa bước về là cô nói cô thích vô hộ niệm lắm mà cô niệm không được. Con vô hộ niệm là cái mùi khói hương á, nó làm cho con bị dị ứng, mũi, máu mũi nó chảy ra trong người con khó chịu lắm. Hôm bữa con nghe thầy giảng á, hít thở niệm Phật á, bây giờ vô phòng hộ niệm một câu thầy A-di-đà Phật là con hít vô, bắt đầu con niệm A-di-đà Phật con thở ra, đến bữa nay cái nó hết dị ứng rồi, máu mũi rồi nó còn không ra, nó không có bị gì nữa hết trơn. Nhất là cái ngực nó khó chịu, tim nó ép, về đây coi như là nó bệnh hoạn rồi, cái phiền não đứa con nó đủ thứ hết trơn, mà bây giờ con hít thở cũng khỏe quá chừng luôn, tim nó cũng thông rồi, ngực nó cũng hết tức rồi, mũi nó cũng không có bị ra máu, nó không dị ứng, trong người nó khỏe. Đúng là Phật ông linh thiệt cái chứ, Phật gia hộ hay quá. Cái này có nói sự thật, chúng tôi nói lại cho quý vị nghe mà. Ai cũng có khả năng được như vậy hết. Mỗi người có mỗi cái nghiệp, mà chân thật niệm là nó tiêu túc nghiệp, tiêu nghiệp của quá khứ, nó tích lũy cái tịnh nghiệp trong hiện tại để tương lai nó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sướng quá mà. Có ai sung sướng bằng người mà chân thật niệm Phật đâu ta. Dầu cho họ là tỷ phú đi nữa, Ấn Tổ nói họ có thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Sanh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ, khổ khổ hoại khổ hành khổ. Ông tỷ phú cũng không có thể nào thoát khỏi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài không có đi xuất gia để mà thành Phật, và Ngài là Bồ Tát thị hiện rồi đó, mà Ngài xuống trần, mà thí dụ Ngài bị mê, Ngài ở trong cái cung vua, Ngài vẫn bị những bát khổ này, cuối cùng Ngài vượt ra khỏi cái bát khổ này. Hôm nay chúng ta bây giờ cầu làm phú quý, cầu cái gì đi nữa trong mạng chúng ta không có, mà dẫu cho có tích lũy nó cũng nhiều đời gì. Ví dụ muốn cho giàu bây giờ phải bố thí tài, biết bao nhiêu cực khổ để đời sau giàu, mà đời sau cũng chưa chắc gì để mà nó hoàn thiện được cái bố thí tài để cho mà mình có thể giàu. Thôi, làm con của Đức Phật cái dây đà về Tây Phương Cực Lạc là người giàu nhất. Và Thượng Tịnh Không nói, và Thượng Tịnh Không nói về Tây Phương Cực Lạc giàu lắm mà không tranh giành, vàng lót đường cho quý vị đi, vàng giống như hư không nè. Ở Ta Bà này hư không này không, vàng giống như không khí. Ở Ta Bà này không khí quý vị có giành nhau hết đâu, nhiều quá mà giành nhau gì nữa. Ai muốn hít không hít thì thôi, chứ đâu có giành nhau đâu, bởi vì nó quá nhiều rồi. Ở bên Tây Phương Cực Lạc vàng giống như không khí, bảy báu như không khí, không có ai tranh giành chi hết. Còn ở đây vàng thì nó quý quá, cho nên thành ra gì, tranh giành với nhau, tiền của tranh giành với nhau, bởi vì nó quý quá. Còn ở bên đó giống như không khí luôn, và thường nói giống như không khí rồi thôi, chứ có dành gì nữa đâu. Quan trọng hít thở niệm Phật quan trọng. Người mà không có hít sâu vô để tụng kinh trì chú niệm Phật, người này tổn khí, chắc chắn là tổn khí. Hằng ngày mình bị cái vọng tưởng nó làm tâm lực mình đã yếu rồi, nói thì nhiều, rồi tụng kinh nữa, trì chú 2-3 tiếng đồng hồ, khí lực nó yếu xuống rồi, nó mệt trong người,
tu xong ra trong người nó bãi hoại, nó mệt mỏi, nó khiếu thiếu cái không khí, nó bắt mình phải ngủ, không thì nó làm khó chịu vô cùng. Thế mà chỉ có 5-10 phút, 15 phút, nửa tiếng chịu khó, hít cho sâu vào, không khí nó đủ ở trong này. Cho nên chúng ta nói quý vị về tỉnh thất là ăn được lỗ mũi nè, là không khí trong lành là đang lỗ mũi không? Hít cho sâu vô, còn cho nó muốn đãi ăn không ăn tùy quý vị thôi, giờ làm sao? Giới thiệu rồi mà. Có nhiều người người ta chịu khó, người ta hít thở sâu vô, người ta khỏe. Rồi ăn bằng cái lỗ tai hồi nãy giờ đang nghe pháp không ạ? Rồi ăn bằng cái tư tưởng là nãy giờ đang suy nghĩ chúng ta nói không ạ? Rồi chút nữa cho ăn cái miệng nữa. Nhưng nãy giờ đang ăn con mắt nữa không ạ? Mắt nhìn cảnh trong này đẹp quan hỷ, gọi là ăn bằng con mắt. Ở Tây Phương Cực Lạc á, tâm họ lúc nào cũng nghe Phật thuyết pháp, nghĩ đến pháp rồi. Mắt họ họ thấy những cảnh giới thù thắng bất khả tư nghị, tai họ nghe Phật thuyết pháp, thân họ thì không đau bệnh thì họ mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mình ở dưới đây nghiệp chướng nó bao vây mình quá cỡ luôn, mình không có thể nào mình thoát khỏi nó được đây. Nếu mà không có thiền từ nguyện lực Đức Phật Di Đà, không có câu Phật hiệu là chúng ta chịu chết không làm gì được. Nghe lời Ấn Tổ khai thị nha. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này cũng sẽ dùng pháp môn cậy vào Phật lực để dạy dỗ chúng sanh. Hay không? Nếu mà cổ Phật thị hiện mà bỏ qua cái chuyện giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận và không nói pháp môn tịnh độ thì không thể nào độ chúng sanh trong đời mạt pháp này được. Quan trọng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận không? Nếu mà phá vỡ cái hiếu để trung tín lễ nghĩa, bỏ đi cái luân thường á, cha từ con hiếu, chồng hò vệ thụ vợ thuận á, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Bữa trong phòng chúng tôi lúc nào cũng mở lời của Ấn Tổ, là một cái phòng chúng tôi thờ riêng Ấn Tổ với Hòa Thượng. Và trong đó có một cái tivi mở văn sao thầy Nhật Tánh đọc, thì mở ra để nghe. Vừa bước ra nghe ngài nói một câu, lắng nghe chỗ này nè. Nếu người đó không giữ vẹn luân thường và không trọn hết bổn phận, người này làm không được hai điều này. Và nếu người đó là tớ mà không tròn bổn phận tớ thì ngày này không phải là tớ, thấp hơn tớ. Nếu người này là tớ, làm đầy tớ cho người khác mà không cần chủ có quan tâm hay không quan tâm, làm hết bổn phận và xem cái việc của người chủ đó giống như việc của nhà mình, mà làm đúng bổn phận của người tớ thì người chủ này không dám xem thường người tớ. Đúng không quý vị? Mày nói cái câu nào ra nó cũng chí lý. Mà nếu chọn bổn phận của tớ, chọn bổn phận của vợ, chọn bổn phận của chồng, chọn bổn phận của cha, chọn bổn phận của mẹ, chọn bổn phận của con, người này mà niệm Phật thì tôi tin chắc là người này phải vãng sanh. Bởi vì họ giữ vẹn luân thường mà. Cho nên cổ Phật ra đời trong thời đại hôm nay, ngài Đạt Ma xuất hiện cũng thể nào nói ngoài chuyện này được. Hôm bữa có cái cô đó, cũng nên con lên, cô kia con lâu lắm rồi con lên, vừa rồi dỗ mẹ thầy, con nghe thầy nói sơ qua cái chuyện giáo dục gia đình, con thấy nó quan trọng vô cùng, con thích nghe cái chuyện này, hay quá chừng. Còn cái 5 phút nữa hết giờ, là 11 giờ ha. Lắng nghe một chút cái chỗ này nè. Giáo pháp của pháp môn tịnh độ lớn lao thay, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền còn phải nhường phần kỳ đặc lạ lùng đặc biệt so với lợi ích của cách tu dùng ngay cái tâm này niệm Phật. Niệm Phật là thành Phật. Mà muốn niệm làm sao để cho nó thành Phật, lấy trực tâm, thâm tâm, hồi hướng phát niệm tâm, thường xuyên đi đứng nằm ngồi câu Phật hiệu, 4 chữ trong tâm, không rời Phật và Phật không rời tâm. Lâu ngày chày tháng nó thành thói quen. Mới lần đầu nhớ Phật niệm Phật nó quên liên tục, về sau mình cứ gì liên tục nhớ, làm chủ động là nhớ Phật niệm Phật, nương theo hơi thở,
giữ một thời gian 3 tháng bắt đầu từ từ nó thuần, 3 năm bắt đầu là sự nhất tâm rồi, 6 năm đến 10 năm là lý nhất tâm. Nếu người này chịu lấy câu Phật hiệu làm bổ mạng nguyên thần, người này tin rằng niệm câu Phật hiệu là lấy vô lượng châu báu của Đức Phật Di Đà để vào trong tâm mình, giống như lấy hương xông ướp vào trong quần áo, quần áo thơm, lấy câu Phật hiệu xông ướp vào trong tâm phàm thành tâm thánh. Nhưng mà phàm phu giống như những đứa nhỏ cho nó viên kẹo á, nó mừng lắm mà cho cái hạt châu mani á, nó lấy nó vứt nó kia, cái này ăn không được, cái này không xài được. Ấn Tổ nói, con lần quan đi với một vị thầy ra gặp đứa ăn xin, giơ tiền ra nói con niệm một câu Phật hiệu, ta cho ông, ta cho con 1 đồng, niệm 10 câu cho 10 đồng tiền nè, 400 đồng niệm hết cho hết, niệm 400 câu là cho 400 đồng luôn. Nó không, nó kêu không, không niệm, cho không cho thôi không niệm. Người kêu đúng là thiệt, đứa nhỏ này không có căn lành, quăng cho nó 1 đồng đi. Nếu mà cho nó cái bánh cục kẹo là nó chịu liền. Bọn phàm phu chúng ta cũng vậy, cho hạt châu mani vô giá, vô lượng quan thọ, vô lượng công đức là câu ở dưới đạo Phật, không nhận. Về đạo tràng trang nghiêm như vậy, ra tay ra chánh điện để nhận vô lượng công đức Phật hiệu, không ra. Ở trong phòng bắt đầu ngáy. Hả? Ngủ quá chứ, cho nó mệt làm sao, lo cái sắc thân này sợ nó mệt. Đói quá niệm Phật không được, bỏ vô lượng phước báu, vô lượng công đức. Bữa đi ngang vô, vô phòng của thầy Nhuận Ngữ để cái câu lười biếng niệm Phật là bỏ mất vô lượng phước báu. Chúng tôi nói lười nhác niệm Phật là bỏ quên mất đi vô lượng quan thọ, vô lượng phước báu, vô lượng công đức, vô lượng trong vô lượng của Đức Phật A Di Đà để dành cho mình, đúng không? Thôi bữa nay nghe thầy Nhàn nói rồi, quyết tâm giữ câu Phật hiệu, được không? Mà không phải chúng tôi nói đâu, Tổ sư Ấn Quang nói phải lấy trực tâm, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm để niệm Phật. Niệm như con nhớ mẹ. Mình thì niệm như con nhớ chồng hả? Phải gì á? Như vợ nhớ chồng. Niệm câu Phật hiệu mà cái miệng mình niệm, mà cái tâm cái nhớ mấy cái người khác, sao họ làm mình phiền rồi họ làm mình vui rồi đủ thứ chuyện, miệng niệm Phật mà tâm không nhớ Phật, lâu ngày chạy tháng nó nhớ, lâu ngày chạy tháng nó nhớ. Cái quan cái trọng ở chỗ là mình niệm Phật là mình phải nhớ Phật à, nhớ cái chuyện khác là mình bỏ liền. Chăm sóc việc nhà mình đừng nên chăm sóc việc nhà người, lo việc nhà mình đừng lo việc nhà người. Việc nhà mình là cái đống rác, cái phiền não này phải niệm Phật để nó đoạn trừ, còn việc của nhà người thôi đừng quan tâm nữa. Cái câu này hơi khó hiểu á nghe. Còn nếu những người khác cần mình giúp, mình có khả năng thì mình nên giúp họ tài lực hoặc là sức lực tùy theo khả năng. Nhưng mà đừng có vô sự sanh sự, không có chuyện gì hết rồi cái đi ra việc nhà người, lo bới rác việc nhà người, khổ chết đi. Rác của mình nó thúi quắc, mình làm chưa xong, mình dọn chưa xẻ đây mà đi lo đi xới rác của người khác. Trời, cái chuyện gì cũng xí vô được hết bà nội. Ấn Tổ đó là gì? Vô sự sanh sự, nhàn cư vi bất thiện. Nhàn quá rồi, không có chịu niệm Phật. Người ta niệm Phật không có thời gian thì niệm Phật, còn mình bây giờ gì? Không chịu niệm Phật đi sanh sự. Chúng tôi nói ở tỉnh Thất Quan Âm, cái đủ điều kiện cho quý vị niệm Phật vãng sanh. Cơm mấy thầy nấu sẵn, chánh điện có sẵn luôn, có lời văn sao, có Ấn Tổ hàng tuần chúng tôi lên giảng. Cái phương pháp tu là chúng ta khỏi phải lo rồi, không phải suy nghĩ rồi, Tổ làm sao chúng ta làm vậy. Hôm nay có mấy cô bên Mỹ này, bên Hilton về nè, cô nói lúc trước á, con cái trì chú Đại Bi xong rồi con nghe pháp của thầy xong rồi thầy
chuyên tu tịnh độ, niệm một câu Phật hiệu tụng kinh Di Đà, con cũng bắt chước theo thầy. Hôm nay thầy theo Văn Sao Ấn Tổ, thầy trì Đại Bi trở lại rồi, thầy niệm Quan Âm rồi, con cũng làm theo như vậy. Mấy người này ngoan, nói sao họ nghe vậy? Con nghe thầy có con ăn chay trường mà nhìn cô hoan hỷ, gương mặt đẹp ra. Cho nên thành ra là mấy người mà họ nghe sao họ làm vậy là có sự thành tựu. Còn mình cứ nghi ngờ, mình suy nghĩ hoài. Bên cạnh đó có một cô cũng là người trong gia đình, nói là con bữa nay con nghe Hòa Thượng Tịnh Không, con niệm thầm trong tâm. Cái cách của tu hình như nó có trục trặc gì chút đỉnh, mình ngồi mình nghe để nói chỉ cho cổ, mà nói một câu rồi nói một câu, nói một câu rồi nói một câu, không có cách gì nói được với cổ nữa hết trơn. Cũng như Phật tử nãy giờ ngoan im lặng vậy người ta mới nói được chứ. Chứ bây giờ ngồi trong này bao nhiêu người này cứ nói chuyện không rồi ai mà nói được, không ạ? Cho cái người mà giỏi á, mà cái người mà người ta biết học hỏi là người ta nghe nhiều hơn nói. Đó, hồi nãy giờ ngồi trong này thấy ngoan không? Chút nữa cho ăn cơm. Cứ ngồi nói chuyện không người ai mà nói cho được nữa, phải không ạ? Thế tuần sau nói về Đức Quan Âm Bồ Tát đang in cái cuốn Quan Âm Cảm Ứng Lục, mà cái cô đó có giữ bản quyền. Hôm bữa giờ định in mà cô nói mua cô bán chứ cô không có cho bản quyền. Giờ không biết làm sao để nghiên cứu thử coi để mà in ra, thì mua thì nó mắc gấp đôi gấp ba. Với hai nữa là để từ từ chúng tôi in cái quyển cuốn Quan Âm Cảm Ứng Lục này, nó hay. Bữa sư cô cũng có một gửi một cái cuốn là giảng giải về chú Đại Bi, rất là hay. Thì chúng tôi tìm một số những cái sách mà nói về cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát với lại cái chú Đại Bi ấy, để quý vị có cái niềm tin tụng đi. 3 tháng thấy nó có cái vấn đề thay đổi trong gia đình, lạ lắm. Có cái gia đình đó, trời ơi, ông chồng thì nhậu say bê bét, con cái thì thôi nó phá của kinh khủng, không cách nào nói được hết trơn. Thôi bà ngồi bà trì Đại Bi, có ngày có 21 biến à. Trì 3 tháng sau bắt đầu thay đổi, 3 năm sau là gia đình hoàn thiện hết luôn. Mình không cách nào mà thay đổi được, chỉ có Bồ Tát Quan Âm mới thay đổi được. Hay thiệt. Cho nên lúc tôi nhớ lúc trước có Hòa Thượng này nói mỗi lần chùa tôi có chuyện gì tôi vô tôi đóng cửa 21 ngày là tôi trì Đại Bi trong đó. Xong rồi cái là ra là yên ổn. Còn Ấn Tổ đằng sau ngày nào cũng trì, chứ đừng có chuyện rồi mới trì. Trì hoài, ngày 50 biến hoặc 75 biến hoặc 21 biến cứ trì hoài. Đức Phật A Di Đà còn phải có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh để mà phò tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh, huống chi là phàm phu chúng ta ư? Ấn Tổ nói vậy đó. Còn những người mà một câu Phật hiểu 4 chữ A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, họ thành tựu là đó là những người thượng căn rồi. Còn chúng ta cần phải có trợ hạnh, mà trợ hạnh đó là Bồ Tát Quan Âm gia trì cho chúng ta. Cái chú Lăng Nghiêm thì dài quá, mình trì rồi mình giúp chỉ cho người khác nó hơi khó thuộc. Chú Đại Bi là vừa lắm, đúng không quý vị? Vừa dữ lắm. Có cái cô đó còn trẻ, mới có 20 mấy tuổi, có chồng, trong người nóng nảy. Cô nói thiệt, mỗi lần mà con bực bội lên là thôi, kinh nó không có cầm, kinh nguyệt nó không có cầm. Mà từ khi mà con nghe thầy nói con trì Đại Bi là bữa nay là thôi, nó an ổn, nó mát mẻ trong người, nó không có bị nữa. Nhất là người phụ nữ. Cho nên hình ra là cái thần lực của chú Đại Bi bất khả tư nghị, phàm phu mình không thể hiểu nổi. Thay vì mình niệm Phật đến 8 năm, 10 năm mình cảm được Phật Di Đà mới vãng sanh, mình chịu không nổi trong cái thời gian đó, quá nhiều áp lực, quá nhiều cái những cái nghiệp chướng. Cái này trong thời gian có một vài năm, có nhiều người một vài tháng nếu thành tâm nó giải quyết được cho mình an ổn rồi tiếp tục mình đi nữa. Mình lấy cái chánh hạnh niệm Phật làm chánh. Chứ có nhiều người vẫn chưa chấp nhận thì thôi, chúng tôi cũng hoan hỷ thôi. Nhưng mà không thể nào không gặp được những chứng duyên. Chắc chắn là gặp được những chứng duyên. Ấn Tổ mà Ngài cũng khuyên, hầu như lá thứ nào Ngài cũng khuyên niệm Quan Âm Bồ Tát. Cái tuần sau đó là chúng tôi nói đến cái công đức danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Giờ hết giờ rồi quý vị ha. Giờ A Di Đà Phật. Ngày 11 tháng 7 âm lịch là tổ chức lễ Vu Lan. Vu Lan năm nay làm tương đối là lớn, che rạp ở phía dưới. Rồi chúng tôi có mời Châu Thanh lên viết một cái bài
hoài niệm về Vu Lan, hai vợ chồng Hiền Châu đang viết cái bài hoài niệm về Vu Lan. Rồi có hai cái bài hát tạ ơn mẹ, là có một bài hát đó là cô Nhật Kim Anh, cô này có duyên với Bồ Tát Quan Âm, hôm bữa có hát xong cô muốn là về sau cô vãng sanh cô được ở trong phòng hộ niệm này. Thêm một cô bé đó là bé Hồng Minh mà có thâu hai cái bài hát, và chúng tôi cho bé hát cái bài Ngàn Đời Thương Nhớ Mẹ. Hai cái bài này chúng tôi nghe nó cảm xúc, cho nên đợt này ba vị nghệ sĩ này sẽ phục vụ cho cái ngày Vu Lan. Thầy Nhuận Minh sẽ viết cái bài hoài niệm về Vu Lan, để chúng tôi làm một số quà, rồi coi như là Vu Lan về là có nhiều quà lắm á. Cho nên năm nay tổ chức Vu Lan lớn vì cái niềm mà hiếu đễ chúng tôi để lên hàng đầu. Một năm chỉ có một lần Vu Lan thôi, vì vậy cho nên thành ra quý vị sắp xếp được chúng ta về để tham dự lễ Vu Lan, làm những cái bông hồng đeo trên cổ thiệt là trang nghiêm cho đẹp, để coi thử coi bữa đó có cái gì ngon dọn ra hết. Chúng tôi chuẩn bị trước cả tháng để làm cái đại lễ Vu Lan, thành ra chỉ còn đúng một tháng nữa quý vị ha, đúng một tháng nữa chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. A Di Đà Phật. Bây giờ thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử đứng dậy để hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thank you.